lớn xuống nhỏ, là ví dụ như cái, có những cái thiết bị tiêu thụ nó lớn thì nếu như anh em để media thì cái cầu chì ở trong cái đầu ống ra này nó sẽ bị đứt cầu chì đấy, nên là anh em đo từ từ, anh em cứ từ to đến nhỏ. Ví dụ em đo 20A không thấy gì đúng không ạ, thì em phải chuyển que đo xuống milia và em vận dần nhỏ lớp đồng hồ xuống 20 milia. Ở đây anh em nhìn rõ không ạ, đúng không ạ, đây là có lớp 200 milia đấy, thì em cứ kéo dần, còn trên là 20A. Đấy, em có nhìn rõ không ạ? Anh em nhìn rõ trên đồng hồ không ạ? Em có. Đấy, anh em nhìn nhá. Đây là cái bước đo này, anh em nhìn này, nhìn cho em ạ. Đây từ từ nhá. Em nhìn nhìn ở cái cực này. Đây anh em nhìn nhá. Đây không ạ? Đo đây trước nhìn cho anh. Đây bắt đầu bước đo là anh em tháo cực âm ắc quy này. Anh em nhìn thấy rõ không ạ? Anh em nhìn đây là mình đo là thiết bị tiêu thụ trên xe chúng ta đây, đúng không ạ? Anh em nhìn đây ạ. Là mình tháo cực âm ắc quy. Thì bắt đầu là mình sẽ, đây anh em nhìn rõ không ạ, que đỏ chúng ta đặt vào chân mát của dây trên xe, thứ hai là chân đen là anh em sẽ để vào cực âm bình ắc quy đúng không ạ, và khi này chúng ta bật khóa này, đây anh em nhìn rõ không ạ, anh em nhìn rõ đi, xong bắt đầu em sẽ bật khóa, đúng chưa ạ, đấy. Anh em nhìn rõ không, mọi người comment giúp em nha. Bây giờ bên đây bật khóa này, quay lên đây cho anh. Khi em bật khóa nhá, thì anh em nhìn cái điện đồng hồ nhảy này, đúng không ạ? Đây là điện tiêu thụ rồi, đúng không? Anh em nhìn rõ không ạ? Anh em nhìn rõ không ạ? Đấy, đây là điện tiêu thụ đúng không ạ? Ok, mọi người comment rõ, cảm ơn anh Phạm Minh. Đây nhá, khi mà em bật đèn này, bật đèn thì điện tiêu thụ ra lớn hơn này, anh em nhìn nhá, đèn pha sáng này, điện tiêu thụ ra lớn hơn đúng không ạ? Anh em nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, em tắt đèn này, tắt đèn điện tiêu thụ của chúng ta nhỏ đi này, đúng không ạ? Đây, anh bật lên này. Còn khi mà anh em đã đo dò điện nhá, thì anh em chỉ cần tắt khóa này, đúng không ạ? Về số đồng hồ về 00 này, chính xác không ạ? Thì anh em nếu mà muốn mà đo dò nhỏ nữa thì anh em chuyển que đo lên 20 mA này, đúng không ạ? Và anh em vặn đồng hồ về lớp nhỏ hơn này, đúng không ạ? Đấy. Nếu mà anh em vặn đồng hồ lớp về rất nhỏ hơn mà không thấy điện áp, mà không thấy đồng hồ nhảy, thì tức là cái điện của chúng ta là không bị dò. Như thường thường mà dò điện thì em làm thì là đa phần là để 20A, là nếu như con số nhỏ là anh em đã nhìn thấy rồi. Còn đâu là anh em cần biết là ví dụ như là xác định là có những xe của chúng ta ấy, thì nó cho tiêu thụ, có nghĩa khi chúng ta tắt khóa điện thì nó sẽ cho chúng ta tiêu thụ nhiều điện hơn. Ví dụ như những xe đời mới chúng ta là tiêu thụ khá nhiều. Thứ nhất là anh em phải hiểu là đồng hồ là dùng điện trước khóa, IC cũng dùng điện trước khóa, SCU cũng dùng điện trước khóa. Nên là tuy là cái đường điện mà nuôi các cái thiết bị đấy nó rất là nhỏ, nhưng mà nó cũng gây ra cái tình trạng gọi là khi mà nó sẽ cũng gây ra tình trạng là điện áp của chúng ta là khi mình đo media nó lớn, nhưng mà lớn thì tất cả các cái tài liệu mà để mà dòng dò của nó thì là trên các cái bảng đấy là đa phần là có, nhưng mà cái này thì em cũng không nói về cái vấn đề là cái tài liệu là tùy từng xe nó như thế nào thì cái tài liệu này anh có thể post lên ở trong cái nhóm kín
và anh em học đây, thì là anh em tự đào về, em sẽ gửi cho lên trên hình ảnh trên cái nhóm kín cho anh em, là anh em tự đào về nhá. Và cách tính luôn, cách tính là media ra như nào thì anh em sẽ đo về, đào về và anh em thực hành là đo dò điện cho khách hàng ạ. Ví dụ những xe người ta bảo để quá lâu mà bị dò điện thì anh em cứ đo. Nếu mà dùng cái cách phương pháp của em thì là em cũng nói qua, tại vì cái đồng hồ này là mình chỉ dạy kèm theo để cho anh em biết đo đạc thôi. Còn cái thứ nhất là khi mà anh em đã đo ampe, đúng không ạ, anh em cứ rút, ví dụ các cái thiết bị là chiếc khóa anh em cứ rút trước ra. Khi mà tắt khóa đó bị dò, anh em cứ thiết bị là chiếc khóa anh em rút ra hết cho em. Thiết bị là mà rút ra mà cái đồng hồ của anh em nó không lên nữa, tức là thiết bị đấy bị dò. Cứ nếu mà đã tắt khóa đi rồi mà anh em đo mà thấy bị dò thì anh em có việc em cứ rút cái nào có nguồn lui trước khóa, cái nào có nguồn lui trước khóa anh em cứ rút ra cho em. Khi nào đồng hồ hết dò thì là lúc đấy là mình khẳng định luôn, đúng không ạ? Làm thế cho nhanh, chứ còn bây giờ mà anh em mò từng giây một làm gì? Tại vì càng thường thì em làm thì các thiết bị nó bị tiêu thụ là nhiều, đúng không ạ? Ví dụ như anh em làm logo LX, logo LX chẳng hạn, IC, IC các thứ anh em làm cũng khá nhiều rồi, thì đấy là em cũng chia sẻ thêm thôi. Đấy là về cái vấn đề là đo đồng hồ. Còn có những ví dụ như xe Ablet chẳng hạn, thì có những xe nó có cục tìm xe, đấy là cái chìa cơ cục tìm xe thì nó cũng có thể gây ra bị dò, thì anh em làm cũng lưu ý. Kể cả bây giờ khóa xe đời mới chúng ta là Smart Key chẳng hạn, thì có cục SU nó cũng gây ra dò chứ không phải không, tại vì nó là dùng điện chiếc khóa. Đấy là anh em nên lưu ý. Còn đâu là trong cái lớp học online thì mai em sẽ up một cái bản thông số tùy từng xe cho phép dò bao nhiêu, thì đấy là em sẽ up lên cho anh em tự đào về điện thoại, đúng không? Ở đây có anh Nhân Nguyễn comment là anh hướng dẫn rất chu đáo, em cảm ơn anh chị đã bỏ thời gian ra chỉ bảo. Anh Đoàn Quỳnh có hỏi là cho em hỏi đồng hồ đây bao tiền và mua ở đâu ạ? Bạn ơi, cái đồng hồ Victory này thì nó thật sự luôn là mình thấy là rất nhiều anh em thợ ưa chuộng, tại vì cái tính năng của nó là thứ nhất là nó cũng khá là bền. Dạ. Mình cũng thấy là khá là bền. Hiện nay có hàng nhái không anh? Nói chung là anh cũng không để ý lắm, tại vì anh cũng không bên dân buôn đồng hồ. Đấy là thật sự như thế. Vâng. Hoặc là anh em có thể xem Hotface. Hotface là TikTok ấy, là Lê Anh Đức. Đấy, thằng cu em, hỏi thằng cu em đấy. Đồng hồ này là mình cũng bảo nó đưa lên cho mình thôi. Dạ. Em bắt đầu chương trình vào chương trình kia. Cảm ơn 200 anh em đang xem ạ. Mọi người chúng ta cứ bắt đầu từ từ nhá, từ cái cơ bản nhất cho đến những cái gì mà nó sâu hơn một chút thì chúng ta sẽ bắt đầu lần lượt để cho các anh em mới vào. Đây thì bây giờ nhá, thì bắt đầu anh em vào một chút về mạch dưa lê chính. Dạ. Tại vì sao là mình cũng muốn chỉ gọi là truyền đạt lại cho anh em cái mạch dưa lê. Tại vì sao là có những riêng rất nhiều anh em là làm xe từ xưa đến giờ không lạ gì những con dưa lê rồi. Dưa lê để anh em làm khóa là lâu, đúng không ạ? Từ đợt mà kể cả anh em mới học nghề cũng va chạm với những con dưa lê. Thì dưa lê thì mình cũng giới thiệu qua luôn. Dưa lê thì đây là những dưa lê bốn chân, thì nó cũng không khác gì nhau, nguyên lý âm việc như nhau. Thì dưa lê nó chỉ là một cái công tắc điện. Bình thường anh em ấn công tắc thì nó dính tiếp điểm. Còn đâu là bây giờ nó thay đổi là nó điều khiển bằng điện thôi. Nó chả có gì cả. Đấy là mình nói qua về dưa lê. Tại vì đúng thật sự luôn là trước khi làm chương trình này mình cũng đang định nào phanh phui cái dưa lê bốn chân. Nhưng mà đúng thật sự luôn là mình nghĩ là bây giờ anh đã là anh em thợ xe máy thì không còn gì xa lạ với dưa lê, nên mình bỏ qua, chỉ có là mình phanh phui là phanh phui con dưa lê 5 chân cho anh em hiểu hơn. Chứ còn dưa lê 4 chân là mình không muốn phanh phui. Thì anh em riêng dưa lê 4 chân thì anh em làm dưa lê đề thì không khác gì rồi. Thì bây giờ mình nói luôn là dưa lê chính, thì là trên dưa lê rất nhiều xe bây giờ dùng dưa lê chính, ví dụ như Lead SCR, ABLED, đúng không ạ, hay là kể cả ABLED đời cũ của chúng ta, đúng không ạ, hay là kể cả lít đời một dưa lê cũng là có dưa lê chính, và cộng thêm nữa là xe DACG của chúng ta, đúng không ạ, cũng có dưa lê chính. Dưa lê chính sẽ nằm ngay cạnh dưa lê 5 chân, đúng không ạ? Thì cái mạch dưa lê chính thì nó trên xe bây giờ áp dụng rất nhiều, nên là mình cũng muốn truyền đạt cho anh em một ít về chút ít về dưa lê. Tại vì cái mạch đề của xe lít này, và của cộng thêm nữa là mạch bơm dưa lê bơm xăng, và cộng thêm nữa là dưa lê dừng động cơ thì gọi là dưa lê cấp nguồn cho IC, thì là trên đời LEED và SCR thì là xe thì nó thật sự là nó cổ rồi, nhưng mình vẫn muốn hướng dẫn cho anh em. Và cộng thêm nữa là cái này nó cũng trùng với cả xe an nhập. An nhập của ta là chúng ta là cũng có dưa lê chính, và cộng thêm nữa là dưa lê dừng động cơ, gọi là dưa lê cấp nguồn cho IC, anh em gọi cơ lê cấp nguồn cho IC cho dễ nhá. Và một cái nữa là dưa lê bơm xăng, đúng không ạ?
thì là mình cũng muốn, tại vì sao là có những cái trường hợp cứ dưa leo nào chết thì nó hay bị chết. Rất nhiều anh em bị dính cái là nhiều con dưa leo nào chết là anh em hay bị mang chính ICH đi sửa. Đúng không ạ? Tại vì sao là cái dưa leo nhiều khi là cái dây bơm bơm ấy nó chết, thì gọi những lít nó chết mấy cái. Xong khi anh em tắt đi bật khóa dưa leo hoạt động lại thì nó lại đóng được thì lại lổ được. Đấy, nhiều như có rất nhiều anh em, tại vì mình cũng làm nghề cũng thấy rất nhiều anh em là bị trường hợp đấy. Thì bây giờ mình cũng giới thiệu qua, đúng không ạ, về cái mạch dưa leo chính. Trơn quá. Đây, bắt đầu đầu tiên nhá, anh em nhìn đúng không ạ? Đầu tiên anh em nhìn ở trên cái sơ đồ. Cái này còn khó hơn. Ở đây được rồi. Chuột nó cứ lác lác kiểu gì ấy. Các anh em chờ một chút ạ. Được rồi. Thì anh em nhìn đúng không ạ? Khi chúng ta chưa bật khóa điện đúng không ạ? Cái điện từ cờ ắc quy này qua cầu chì này, anh em nhìn rõ không ạ? Và qua dây đỏ này, một dây là chạy về phía ổ khóa, một dây nữa là chạy về tiếp điểm của dây le. Mọi người không nhìn thấy chuột đâu anh. Đây không gì luôn. Đấy, nhưng mọi người sẽ không nhìn thấy chuột đâu. À. Cái này không gì không nhìn thấy. Đấy. Thế rất khó nhỉ. Thì anh em nhìn ở trên dây đỏ to đấy, đúng từ chân cầu chì ra rồi vào chân dưa le đấy đúng không ạ? Đấy thì là cái chân dưa le của chúng ta là dây đỏ. Thì khi mà cái dưa le của ta chưa hoạt động, khi chúng ta chưa bật khóa ấy, thì là dưa le chưa đóng, đúng không ạ? Chưa làm việc thì là điện nó chưa cấp sang dây vào đỏ vàng, anh em nhìn thấy dây đỏ vàng không ạ? Mọi người nhìn rõ không? Mọi người comment đi ạ. Anh em nhìn rõ mọi không? Người nhìn rõ không ạ? Nếu không rõ các anh em quay ngang màn hình giúp em nha. Anh em có thể quay ngang màn hình ra nhìn nó rõ. Xem trên máy tính. Nếu mà anh em nào mà có máy tính anh em xem trên máy tính thì đây nhá, cái chuột ở trên máy tính của mình là hiện tại không chỉ cái này thì mình cũng nói rõ màu dây luôn cho anh em nhìn cho thấy dây dung nhá. Thì mình nói lại này, cái điện dương từ ắc quy qua cầu chì, một dây thì chạy về ổ khóa, một dây thì chạy xuống dưới dưa le chính của chúng ta đúng không ạ? Chờ dây le chính làm việc sẽ cấp sang dây đỏ sọc vàng đúng không ạ? Khi chúng ta bật khóa điện, điện sẽ đi qua ổ khóa và qua cầu chì và vào dây màu đen. Dây màu đen cấp cho dưa le, cấp nguồn IC và cấp nguồn cho dưa le chính chúng ta hoạt động. Dưa le chính của chúng ta là cuộn dây đồng đã có sẵn mát thì lúc này sẽ hút tiếp điểm lối dây đỏ to của chúng ta đúng không ạ? Và dây đỏ vàng với nhau. Cấp điện lên trên đồng hồ đúng không ạ? Anh em nhìn rõ không ạ? Có cái cầu chì sang đồng hồ đấy ạ, đúng không ạ? Lên trên đồng hồ là cái này đầu cầu chì báo sang đấy ạ. Anh em hiểu không ạ? Mọi người không hiểu chỗ nào phải hỏi lại. Cái này là cái này rất khó cho anh em, là tại vì sao là mình cái di chuột mình không di được. Có gì được màn hình chính kia không anh? Có gì được màn hình chính không? Được, nhưng mà mọi người sẽ nhìn thấy hết. Nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Mọi người sẽ nhìn thấy hết cả màn hình này thôi. Đợi anh đi. Ừ, thế anh em để mình ấy chuột được cho anh em dễ hiểu hơn nhá. Anh em chờ chút nhá, mình đang thao tác để mình lấy tay mình di chuột mình chỉ cho anh em cho dễ. Vâng. Tại vì nói như này là Đức Mạnh thì nói màu dây. Rất nhiều anh em đã ủng hộ nói là hiểu, nhưng mà mình cũng muốn nói lại một lần nữa. Có những anh em không hiểu thì có thể là xem lại một lần nữa. Được chưa? Thế thì anh sẽ bấm vào đây nhá. Rồi ok. Đây, bây giờ mọi người nhìn thấy chuột rồi anh ạ, em nhìn thấy rồi. Nhìn thấy chuột chưa? Nhìn rồi. Anh em nhìn thấy chuột chưa? Nhưng mà cái chuột này nó chậm lắm các bạn. Nhưng mà có cái lót chuột không anh đưa đây? Chuột này nó không nhận. Anh em chờ một chút nha. Chuột này nó không được nhạy lắm. Ủa, chuột này nó nhạy lắm. Đây anh em nhìn đúng không ạ? Điện từ dây đỏ to này của ắc quy này chạy qua cầu chì này. Một dây đi lên ổ khóa này, một dây đỏ này đi xuống dưa le chính này. Chờ dưa le chính làm việc sẽ cấp điện sang dây đỏ vàng đúng không ạ? Và dưa le chính chúng ta đã được cấp mát sẵn, anh em nhìn rõ không ạ? Và khi chúng ta bật khóa điện đúng không ạ? Bật khóa điện thì điện 12V sẽ chạy từ dây đỏ đen
Đúng ạ, dây đỏ đen sang cầu chì và chạy qua cầu chì đổi thành màu dây là màu dây đen. Một hướng của dây chạy về dơ le cấp nguồn cho IC, một hướng thì chạy về cấp nguồn cho dơ le chính. Và khi này dơ le chính nhận được nguồn 12V và đã có mắt sẵn, sẽ đóng tiếp điểm lối tiếp điểm của dây đỏ của dây đỏ to vào với dây đỏ vàng để cấp nguồn lên trên đồng hồ chúng ta, đúng không ạ? Thử lại nào. Anh Di chờ xem. Đấy, Di nhảy ngon mà. Rồi, lúc trước, ok, cái nãy mắt sắc mắt cười. Trước anh Di kia như kiểu là đây lại bị chậm chậm này. Nó không được ngon như ở nhà anh Di chuột ngon lắm. Nãy mà điểm mà vẽ sơ đồ là tôi vỡ mồm ấy. Ừ, vẽ lại hết hả? Anh em thông cảm nha, hôm nay buổi đầu tiên nên là cũng đang còn nhiều cái chưa được cập nhật lắm. Có phương án khác không? Có, anh em đã hiểu được cái này chưa? Nếu mà anh em xem có hiểu được không thì có thể comment lên cho em phát. Đấy, mọi người xem, nếu mà cảm thấy ok mọi người comment giúp anh em cho em nhé. Anh em này to hơn rồi. Không phải cái này nó, cái mạch này nó đang ít. Vâng. Mạch sau nó sẽ nhiều hơn nên là mình cũng muốn là có chuột để chỉ cho anh em cho dễ hiểu anh em nhé. Vâng. Tại vì cái mạch này anh em nhìn nó rất là đơn giản. Nhưng mà trong khi đấy là cái quy trình làm việc của cái mạch này thì nó không khác gì dơ le chính ở trên xe, nó không khác gì mấy so với cả xe, trên xe đời mới chúng ta cả. Vâng ạ. Kể cả đời ACG cái dơ le nó hoạt động cũng như vậy. Đây, bây giờ chuột của em thấy nhạy rồi thì bắt đầu là em sẽ hướng dẫn lại cho anh em nhé, một lần nữa này. Các anh em quan sát để lại. Sang cái nhiều dây hơn thì anh em có thể là thao tác dễ hơn nhá. Điện ắc quy 12V từ bình ắc quy chạy qua dây đỏ lên trên cầu chì và một dây chạy về ổ khóa, một dây của chúng ta là chạy xuống chân của dây chính, đúng không ạ? Chờ dây chính làm việc sẽ cấp nguồn điện sang dây đỏ vàng, đúng không ạ? Khi chúng ta bật khóa điện, dây điện nào màu đen có điện 12V chạy, đúng không ạ? Đen đỏ chạy từ ổ khóa qua cầu chì, qua cầu chì đổi màu dây thành dây màu đen, một hướng của dây sẽ chạy về cấp nguồn cho IC, đúng không ạ? Cấp nguồn cho dây nguồn IC và cấp nguồn cho dây này chính ta, dây này chính ta có mát sẵn và dây này sẽ hoạt động và đóng lối tiếp điểm cấp điện 12V từ dây đỏ to sang dây đỏ vàng và cấp điện qua cầu chì lên trên điện hệ thống trên xe của ta, đúng không ạ? Là đồng hồ. Anh em hiểu được cái mạch này chưa ạ? Rồi, cảm ơn anh em. Mọi người comment. Anh em hiểu được chưa thì comment lại cho em để em anh Nguyễn Hải comment ok hiểu. Trung Đức Pô Tô thì em chỉ không nắm được các thông số của một số loại linh kiện trên xe thôi, chứ mạch điện thì em xem hiểu hết ạ. Cảm ơn anh. Anh Văn Toàn hiểu, mọi người comment đi, mọi người hiểu chưa để chuyển bài nào. Thì đây là cái mạch của chúng ta, thì khi anh em cái mạch này thì mình cũng nói luôn cái trường hợp mà bị vấn đề là dơ le, thì ví dụ bây giờ anh em bật khóa lên, đúng không ạ? Mà anh em thấy không thấy là đèn còi xi nhan, đúng không ạ? Thì anh em phải kiểm tra lại về cái mạch nguồn dây chính này chúng ta là có vấn đề gì không, đúng không ạ? Chứ nếu có những trường hợp là anh em là phải đi tìm rất lâu, nhưng mà anh em cứ phải tìm là cái mạch nguồn dây chính hoặc cầu chì là anh em sẽ ra được ngay. Thì bây giờ em sẽ chuyển sang là cái dây le cấp nguồn cho IC thì nó sẽ cấp cho những thiết bị gì trên xe. Thì đây là một con dây le đầu tiên anh em nhá. Ôi ơi, cái này hoa mắt không anh em? Chúng ta chuyển bài ạ. Và anh em chúng ta sẽ sang sang mạch thứ hai ạ. Thì đây là con ở đây trên chúng ta thì cũng không có gì xa lạ. Được. Thứ nhất là xa lạ là mình cũng nói luôn là kim phun. Đúng ạ, trên một cái sơ đồ điện anh em phải định hình ra là có những cái gì đã. Vâng. Đây là chúng ta có hai con dơ le rồi, đúng không ạ? Vâng. Một là con dơ le cấp nguồn IC, một là dơ le bơm xăng. Dạ. Hai là anh em nhìn thấy củ bơm xăng, đúng không ạ? Đã có mắt sẵn và cộng thêm nữa là mô bin, đúng không ạ? Cái thứ hai là kim phun, thứ ba là cảm biến gốc nghiêng. Cảm biến gốc nghiêng này thì đối với anh em xe máy thì không còn lạ gì, thì em cũng nói qua luôn cái cảm biến gốc nghiêng này nhá. Cảm biến gốc nghiêng này là cảm biến gì ạ? Cảm biến nó sẽ cảm biến gốc nghiêng của xe, ví dụ xe của ta nghiêng thì là nó sẽ không cấp mát nữa, còn nếu mà chúng ta mà để thẳng lên thì là nó sẽ cấp mát, đúng không ạ? Thì cái dơ le này các anh em làm cũng rất dễ, nhưng mà đây là em chỉ nói qua, tại vì anh em học sơ đồ mạch 4 dơ le thì em phải nói qua cái dơ le, tại vì còn anh em sẽ nói qua về cái cảm biến gốc nghiêng, tại vì trong cái bài học FI là anh em vẫn phải học lại cái cảm biến gốc nghiêng này. Yeah. Và cộng thêm nữa là phải học về cảm biến gốc nghiêng 5V cơ,
Đây em sẽ nói qua để cho anh em đấy tình hình luôn. Anh Khánh Ngọc làm ơn anh quay ngang màn hình giúp em, anh bảo phóng to một chút nhưng anh em thì lại đây xem rất là rõ, anh có thể phóng anh có thể anh em ấy, anh em có thể là quay ngang, chịu khó quay ngang cái điện thoại ra cho em. Còn nếu không thì chúng ta xem trên máy tính ạ. Tại vì cái này của mình là em làm cái này là em cũng muốn là không bị nhỏ quá, là em đang làm cái chiều ngang của cái sơ đồ này là để cho anh em là quay điện thoại ra là anh em có thể dễ nhìn. Rất là rộng rồi đấy ạ. Đúng không ạ? Vâng. Thì mình cũng nói qua cái này là khi mà xe của ta là bị đổ hoặc là cái cảm biến ống nghiêng là bị nghiêng thì nó sẽ không cấp mát cho con dơ lè nữa. Còn nếu như mà nó sẽ đứng thẳng, đúng không ạ, đúng chữ áp ở đây ạ, thì là nó sẽ cấp mát cho con dơ lè hoặc các thiết bị là mình cần dùng. Đấy là mình cũng nói luôn. Từ từ em chờ một chút. Có anh thì bảo anh Hùng Nguyễn Phương thì anh xem lại đường truyền của mình nhá. Mọi người xem có rõ không? Mọi người comment thì anh Mạnh giải đáp tiếp ạ. À, còn anh Nhân Nguyễn thì bảo em bị vô tiếng quá là như thế nào? Vô tiếng quá là như nào? Bị vỗ là như nào anh em nhỉ? À, anh Đỗ Quang Quý thì có comment nếu cầu trì 25 am am bị đứt thì xe vẫn đề được chứ? À, đề thì nó là mạch khác anh ơi. Đây là mình đang nói về cái vấn đề khác anh ạ. Anh Lê Khánh Huệ bảo quay màn hình thì không comment được. Mọi người thì comment rất là rõ và đây là mình anh em mình đang nói về vấn đề là dưới đây cấp nguồn và cộng thêm nữa cấp nguồn thì kể cả cộng thêm nữa là anh em học về là dưới đây bơm xăng, đúng không ạ? Tại vì dưới đây bơm xăng này nó chỉ áp dụng cho những xe SH thôi. Tại vì ví dụ như anh em bây giờ những cái mạch bơm xăng của những xe của chúng ta đời mới thì nó chỉ qua cầu trì và IC dập mát cho bơm thôi là xong. Nhưng bây giờ là nó sẽ qua một cái thiết bị nữa là con dơ le. Thế nên là em giới thiệu qua cái này. Còn đôi khi anh em mình học vào các cái vấn đề bơm xăng thì là các cái mạch dơ le không có dơ le của xe đời mới thì chúng ta sẽ học luôn. Còn đây là những cái này là em cũng phải chia sẻ luôn cả anh em. Đúng không ạ? Đấy, khi anh em bật khóa điện nhá, điện sẽ đi từ đây đúng không ạ? Ổ khóa 12V qua cầu trì và qua cầu trì đổi màu dây ra màu đen, đúng không ạ? Dây ra màu đen thì khi dây của chúng ta ra màu đen, điện 12V sẽ cấp 1 là xuống dưới cảm biến ống nghiêng để lui cảm biến ống nghiêng, 2 là cấp xuống để lui cho dơ le nguồn IC của ta, đúng không ạ? Cái dây này sẽ cấp cho một, thứ nhất là một chân của cuộn dây đồng, thứ hai là một chân là chờ dơ le hoạt động sẽ cấp nguồn sang bên phía chia chân bên kia của dơ le, đúng không ạ? Thì khi này lúc này chúng ta bật khóa điện thì là cảm biến gốc nghiêng của ta vẫn đang làm việc, là dây đỏ của chúng ta là chạy về cảm biến gốc nghiêng này, đúng không ạ? Thì là sẽ được đỏ sọc vàng, đúng rồi, đỏ. Con này dây này đỏ sọc vàng nhá anh em nhá, đỏ sọc vàng. Nhưng trên xe ấy, thì nó có đỏ vàng to và đỏ vàng nhỏ, đây là đỏ vàng nhỏ. Dạ. Thì anh em cái dây này sẽ chạy xuống dơ le, từ dơ le chạy xuống cảm biến gốc nghiêng sẽ gọi là tiếp mát hộ cho cái dơ le dùng động cơ của ta. Thì khi mà tiếp mát cho dây đồng động cơ của ta thì cuộn dây đồng sẽ hút, đúng không ạ? Cuộn dây đồng sẽ hút thì tiếp điểm của con dơ le sẽ được chuyển điện 12V qua dây đỏ đen sang dây đỏ trắng. Anh em nhìn rõ dây đỏ trắng không ạ? Dây đỏ trắng của chúng ta là cấp nguồn cho những cái gì ạ? Một đây ạ, là IC. Hai là cây phun. Ba là mobin. Bốn là cấp nguồn cho dơ le bơm xăng của chúng ta. Đấy là cái quy trình của cái dơ le dùng động cơ của chúng ta. Khi dơ le dùng động cơ của ta là cấp nguồn, đã được cấp nguồn thì là sẽ cấp nguồn cho dơ le bơm xăng của ta đây ạ. Chuột, hơi khó chịu. Sao mang chuột kia rồi? Không, anh mang chuột ở nhà xuống. Vâng, sao mang chuột ở nhà? Đấy, mình cũng sẽ nói lại cho anh em lần nữa nhá. Mọi người xem lại đây không? Mọi người có hiểu không ạ? Mọi người cứ coi đòi hỏi quyền lợi của mình nhá. Mình nói lại, khi chúng ta bật khóa điện, điện 12V từ dây đỏ đen qua chân cầu trì, đúng không ạ? Qua chân cầu trì và qua cầu trì sẽ đổi màu dây sang dây màu đen, là điện 12V chạy xuống cấp cho, thứ nhất là dương 12V cho cảm biến ống nghiêng, thứ hai là hai dây đen sẽ cấp vào cho dơ le dùng động cơ, một dây sẽ cấp vào cuộn dây đồng, một dây sẽ cấp vào cái tiếp điểm chờ dơ le làm việc sẽ chuyển điện sang chân còn lại. Khi mà dơ le chúng ta có đủ mát đủ dương thì sẽ hút tiếp điểm lối dây đỏ đen của chúng ta với dây đen trắng của chúng ta, đúng không ạ? Dây đen và dây trắng của chúng ta lại với nhau, điện 12V sẽ chạy qua dơ le ra dơ le và cộng thêm nữa cấp nguồn cho IC là một, thứ hai là dơ le bơm xăng, thứ ba là kim phun, thứ tư là mô bin,
Em xin phép đọc comment. Anh Cường Cường thì bảo khá khó hiểu. Còn anh Tùng Trần thì hỏi là dễ hiểu anh ạ. Cái do le cấp nguồn IC nó chỉ cấp cho 4 thiết bị thôi hay còn cấp cho nguồn khác nữa không vậy anh? Cái dơ le này ý, của anh em ý, thì là chỉ thường thường nó chỉ cấp cho 4 cái, còn đâu các cái thiết bị khác có thể nó dùng nguồn dương sau khóa là chính nguồn này. Anh em nhìn này, là dây đen của ta. Và bây giờ nhá, em sẽ nói kỹ là em sẽ nói qua một cái lần nữa này, là cái cảm biến gốc nghiêng ta đây ạ, đúng không, anh em nhìn thấy không, đúng không ạ, của Celis và SHD208 là con này nó có nhiệm vụ là cấp mát cho con dây đen, cho dây là cấp nguồn IC là dây đen 1 chân của ta đây, đúng không ạ. Thì cái dây đen này nếu như trừ khi nó hỏng thì là nó mới không cấp mát được cho con này nữa thôi. Còn nếu như mà nó vẫn cấp mát thì anh em chỉ cần cấp nguồn 12V vào là dây đen sẽ hoạt động, đúng không ạ. Thì bây giờ em sẽ nói lại một nữa nhá, tại vì cái mạch này ấy, nó rất nhiều dây nên anh em nhìn có thể là hơi khó. Khi chúng ta bật khóa điện này, điện 12V sẽ đi từ ổ khóa qua cầu trì, để em nói thế dỡ dây đỏ điện đấy nhá, qua cầu trì và đổi màu dây chạy xuống cấp cho dơ le nguồn IC, cấp nguồn IC của ta là 1, 2 là cấp hai dây của chúng ta là cấp vào dơ le nguồn IC, một dây còn lại chia xuống chạy xuống thẳng xuống dưới là cảm biến gốc nghiêng. Khi có nguồn 12V và có nguồn nuôi cảm biến gốc nghiêng thì lúc này mát của dơ le đã được dập mát và cuộn dây đồng hít tiếp điểm, đúng không ạ? Hít tiếp điểm, lối tiếp điểm là giữa dây đen và dây đen dọc trắng lối lại với nhau để cấp điện 12V cho các thiết bị là IC là 1, 2 là dây đen bơm, 3 là kim phun, 4 là gì ạ? Mobin. Đúng không ạ? Anh em như này là đã dễ hiểu hơn không? Anh Hùng Trần có comment nếu cảm biến góc nghiêng hỏng thì có thể nối trực tiếp không anh ạ? Cảm biến góc nghiêng hỏng thì anh em có thể lấy luôn cái dây chân tại chân dây le này. Vâng. Anh em đấu thẳng dây đỏ vàng này ra mát luôn. À. Tại vì cái con cảm biến gốc nghiêng này em nhá, là chỉ có nhiệm vụ tiếp mát cho con dây le thôi. À, chỉ có nhiệm vụ tiếp mát dây le. Còn khi mà cảm biến gốc nghiêng hỏng, anh em lấy luôn dây đỏ ở ngay tại chân dây le ở trên đầu, anh em tiếp ra mát ở bình ắc quy luôn là ok. À, cảm ơn anh. Anh Giang khắc dân phạm thì bảo anh Giang dễ hiểu lắm anh giảng dễ hiểu lắm anh Bùi Thịnh Honda thì mai gửi anh hai mạch tắt đèn nhé. Em đang chia sẻ về kỹ thuật mà anh, mai em sẽ thông tin lại. Anh Thưởng Võ thì dễ hiểu lắm. Khóa dễ hiểu là như thế nào anh hả Vương? Anh Vương Lê, anh giải thích lần đầu đói đỏ trắng, anh nhầm em tìm mãi. À mình đúng rồi, tại vì sao là cái lúc đầu tiên là mình nói nhầm đỏ trắng, đây là đỏ vàng. Vâng vâng. Anh Phạm Triều thì comment là chi tiết thật. Anh Yamaha, anh Phát thì bảo là dễ. Anh Nguyễn Văn Lâm thì comment là cảm biến góc nghiêng bị hư mình có thể câu khối xài góc nghiêng gì ạ? Cái này thì có thể sau đi, tại vì mình ví dụ như anh em hỏi cái ngắn gọn mình sẽ trả lời luôn. Ví dụ như anh em nào bảo là cảm biến gốc nghiêng hỏng thì có cách nào không? Vâng. Thì mình nói là nếu mà cảm biến gốc nghiêng hỏng thì anh em có thể đấu dây ra mắt. Thì là có mỗi tội là khi đổ xe là không tắt máy thôi. Rồi. Đấy đúng không ạ? Ok mọi người. Còn cảm biến gốc đã hiểu. Đúng không ạ? Và cộng thêm nữa mình cũng nói qua. Ví dụ mà anh em nhá, anh em lưu ý nhá. Ví dụ mà cái dây đen này này, cái dây đen mà với nguồn nuôi 12V cấp cho con cảm biến gốc nghiêng này nhá, mà bị đứt nha anh em lưu ý nhá, anh em có thể là ghi chép vào cho em. Còn anh em nào có tài liệu thì không cần đâu, tại vì lấy tài liệu của em không cần, tại vì em ở đây, trong đấy em đã ghi khá chi tiết. Khi mà anh em mà bị đứt cái dây mà 12V này, là dây đen này đấy đúng không ạ, là nguồn sau khóa đấy ạ, thì anh em bật khóa lên là đèn FB chỉ nháy sáng một cái thôi. Bình thường ấy, trên xe FB chúng ta ấy là nó sẽ sáng 3 giây và tắt đi, đúng không anh em? Nhưng nếu như cái dây đỏ, cái dây đen này này, cái dây đen sau khóa chúng ta lại bị đứt thì nó sẽ nháy sáng một cái là nó sẽ tắt luôn. Là đến lúc đấy khi đấy là anh em sẽ không để được cái làm gì cả. Nếu mà cái dây này bị đứt, đúng không ạ? Thì lúc đấy anh em là phải kiểm tra luôn này. Kiểm tra dây đen này. Cái dây đen của cái cảm biến gốc nghiêng thì anh em thấy bật khóa và đèn FB tự nhiên nó sáng cái nó tắt luôn, nó không sáng 3 giây nữa. Thì anh em kiểm tra dây đen này luôn nhá. Anh Lê Thuyên có comment là đấu dây đỏ sọc vàng ra mát thì coi như là bỏ rơ le luôn, khi ngã nó vẫn nổ. Đúng rồi anh, thì em vừa nói rồi là cả hỏng cảm biến gốc nghiêng. Vâng. Thì anh em có thể làm giải pháp tạm thời cho khách hàng là đấu dây đỏ vàng ra mát để làm gì ạ? Là để khắc phục cái cảm biến gốc nghiêng của ta bị hỏng. Còn khi mà bị đổ xe thì là sẽ không chết máy. Đấy mình nói rõ lên với vậy nhá anh em nhá. Anh Lưu Văn Ngọ có comment nhưng mà chỉ sử dụng cho cảm biến gốc nghiêng 12V thôi chứ anh? Đúng rồi, cảm biến gốc nghiêng 12V
Chứ còn cảm biến góc nghiêng 5V thì nó khác anh em nhá. Dạ, nếu mà cảm biến góc nghiêng 5V thì anh em phải giả lập tín hiệu cho nó. Thì đến khi đến bài anh em học cảm biến góc nghiêng thì là đến khi đấy là anh em mình sẽ ok, anh em sẽ học tiếp về những cái cảm biến góc nghiêng 5V và cách giả lập tín hiệu nó như thế nào. Anh Trường Nguyễn thì comment sơ đồ nhìn đọc dễ hiểu, nhìn cái hiểu liền. Anh Thanh Hiền Mô Tô chi tiết rất dễ hiểu, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc. Nói thật sự với mấy anh em là cái mạch này ấy, là mình tự vẽ là để gọi là giảm thiểu nhất để cho anh em dễ hiểu nhất. Dễ hiểu. Đấy đúng không ạ? Và đấy là em nói qua một cái đấy rồi nha anh em nhá. Thì đây là cũng có bơm xăng luôn, đúng không ạ? Anh em nhìn đây có bơm xăng luôn. Thì khi nguồn đã cấp đến tất cả các thiết bị trên xe của ta là một là IC đúng không ạ? Hai là kim phun, ba là mô bin, bốn là bơm xăng. Thì khi chúng ta đề thì mình em nói qua luôn. Khi chúng ta đề nổ thì nhờ chờ tín hiệu của CKB là kích của chúng ta đúng không ạ? Chờ tín hiệu của CKB đến thời điểm phun xăng và đánh lửa thì IC sẽ dập mát cho dơ le bơm xăng này chúng ta đây đúng không ạ? Anh em nhìn rõ đúng không ạ? Dập mát cho dơ le bơm xăng bằng dây lô đen đấy. Dập mát cho dơ le bơm xăng thì dơ le bơm xăng sẽ đóng tiếp điểm và cấp nguyện 12V cho bơm xăng của ta chạy. Đấy là mình nói thêm về cái chi tiết thêm. Đây mình nói lại nha, khi dơ le cấp nguồn IC của chúng ta đã hoạt động đúng không ạ? Thì điện của chúng ta sẽ cấp cho một là IC, hai là kim phun, ba là mô bin, bốn là dơ le bơm xăng của ta đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta đề nổ thì tín hiệu của CKB của chúng ta gửi về trên IC và IC sẽ nhận biết lúc này là cần phun xăng và đánh lửa thì sẽ dập mát cho dơ le bơm chúng ta, dập mát cho dơ le bơm chúng ta hoạt động thì dây dập mát cho dơ le bơm của chúng ta hoạt động thì đóng lối tiếp điểm của dơ le cấp nguồn 12V từ chân dơ le là dây đen chạy thẳng qua dây lâu và cấp thẳng vào trong bơm chúng ta để bơm chúng ta hoạt động. Đấy là anh em đã hiểu được cái bơm xăng này sử dụng như nào chưa ạ? Mọi người comment có hiểu không ạ? Mọi người comment giúp em. Anh Trường Nguyễn thì bảo là cái gì? Anh Sơn Nam thì bảo hay quá, anh chào anh Đồng Bùi Phương Đông, anh bảo 7805 là cái gì, anh mạch gì đấy ạ? 7805 là con IC con ổn định 15V. Vâng, anh Ngọc Trai Cao thì chào anh chị. Anh Sơn Nam bảo hay quá. Anh Lê Thuyên thì comment là cảm biến 5V anh em lại chế biến trở chỉnh 5V. Cái đấy thì cũng đơn giản mà anh, đến khi mà anh em mình học về cảm biến góc nghiêng 5V thì đến lúc đấy sẽ được giả lập hết. Rồi ok. Anh Trường Nguyễn thì 5V thì phải dùng con trở con không thì thay mới. Trở con cũng được anh em nhá. Một là anh em là dùng hai con trở con. Vâng. Hai là anh em dùng một cái chiết áp. Dạ. Đúng không? Kể cả cái chiết áp đấy là khi bắt đầu là vào đến IFI là em cũng giới thiệu là trở như nào và chiết áp như nào. Thì đến lúc đấy anh em sẽ học thôi. Bây giờ anh em cứ học cái đầu tiên này đi đã. Vâng. Anh Ngọc Trai Cao thì bảo nếu đầu cảm biến góc nghiêng đó ra mát, nghĩa là đấu cảm biến góc nghiêng đó ra mát thì có trường học nào chết ICM không ạ? Không chết được chứ, chết làm sao được bạn. Vâng. Tại vì cái này nó khi bạn đấu cảm biến góc nghiêng cái dây đỏ đúng không ạ? Không sử dụng cảm biến góc nghiêng nữa, dây đỏ vàng bạn đấu ra mát thì là bạn chỉ có tiêm mát cho dơ le bốn chân của chúng ta thôi. Chứ có liên quan gì đến IC đâu. Anh Văn Hiệp có comment anh ơi làm tư liệu này sản phẩm cung cấp cho anh em đi. Cái tài liệu này anh Mạnh đang cung cấp phải rơi vào khoảng 3-4 hôm nay rồi đấy ạ. Anh Bình Hằng Tay Ga thì chào các bác, em vào muộn một chút, cảm ơn anh. Chào anh. Cái này ý, thì anh em có cần Đức Mạnh giảng trên xe được không? Nếu mà được ra trên xe nữa thì Đức Mạnh sẽ nói chi qua trên xe. Và chân dơ le thực tế cho anh em nữa để cho anh em dễ hiểu. Mọi người comment đi ạ, nếu đồng ý thì chúng ta sẽ đồng ý thì là em sẽ ra xe để chỉ đường điện trên xe một lần nữa cho anh em. Anh Đỗ Quang Quý comment nếu cảm biến góc nghiêng 5V bị hỏng thì có thể dùng điện trở 1K và 4K đấu vào được không em? Được anh ơi. Được, và có thể là anh em dùng chiết áp luôn được, tùy. Chưa học qua nên chưa hiểu. Dễ, có anh thì comment dễ hiểu. Anh Lưu Văn Ngọ, nếu IC cấp nguồn cho relay bơm xăng thì mình làm như thế nào? IC không cấp nguồn cho relay bơm xăng thì mình làm như thế nào? Nếu như mà relay không phải cấp nguồn bạn nhá, relay là dập mát. Vâng. Tại vì mình vừa nói rõ là khi relay cấp nguồn cho IC, cấp điện cho một là IC, hai là relay bơm xăng, đúng không ạ? Ba là mô bin, đúng không ạ? Bốn là kim phun. Thì là cái này của chúng ta ấy là IC chỉ có tác dụng dập mát cho relay bơm xăng thôi, để cho relay bơm xăng nó chạy. Anh em nhìn thấy đúng không ạ? Em đã vẽ là dây đen dọc trắng.
Dây đen có dây đen thập trắng chạy lên hai chân dây đen đúng không ạ? Anh em nhìn rõ không ạ? Đấy là hai dây 12V đấy đúng không ạ? Đây anh em nhìn rõ không ạ? Đấy là đây đấy. À, anh Tùng Trần lúc mới bật khóa lên thì nó bơm thì cấp nguồn kiểu gì anh? Sao vậy bạn nhỉ? Lúc mới bật khóa lên nó bơm thì nó cấp nguồn kiểu gì? À lúc mới bật khóa lên nó bơm thì là do ở lập trình ở trong IC là bạn bật khóa lên thì IC có đủ nguồn nuôi, bơm xăng có đủ nguồn nuôi và cộng thêm nữa là kim phun mobile thì là tự động là bơm nó chạy 3 giây và nó sẽ tắt thôi. Đấy là do lập trình thôi. Còn nếu như khi chúng ta nổ máy thì nó phải chờ xác nhận, IC phải nhận được cái tín hiệu của cái cục kích chúng ta gọi là CKB đấy ạ. Vâng. Thì bắt đầu là IC mới điều khiển cho xe của ta là phun xăng và đánh lửa và bơm xăng. Dạ. Đấy, còn nếu mà bật khóa lên thì lúc là bơm ta đang chạy. À, em xin phép đọc. À, anh Hùng Nguyễn Phương comment hình ảnh thì nét chỉnh thỉnh thoảng âm thanh chập chờn, chắc là do đường truyền đấy anh ạ. Anh Thanh Nguyễn bảo mai gửi cho em cuốn tài liệu được không anh Mạnh? Anh vui lòng để lại số điện thoại giúp em nha. Đây à, thôi để anh em có những anh em thì là chưa va chạm lần nào thì em cũng ra xe luôn. Okay. Em cũng ra xe luôn để cho anh em được thấy nhá. Anh Yamaha anh Phát thì có comment 5V là của Airside 150/2019 của Yamaha có phải không chú Mạnh? Đúng rồi anh ơi, của Yamaha hoặc là Future Neo. Anh Văn Hiệp thì của không? Honda là của Future Neo à. Hoặc là của SH đời nhập khẩu 2 phanh dầu. Đấy à, đúng ạ. Anh Văn Hiệp thì comment là không cần đâu anh, giảng như thế này đi. Anh Lê Thuyên thì có xe thực tế hơn, anh em hiểu hơn nhiều anh ơi. Đây thế thì mình cho ra xe nhá. Vâng. Có những anh em nào hiểu rồi thì thông cảm, cho những anh em chưa hiểu thì em chỉ. Anh Vương Lê có thể xem lại bài giảng vào sáng ngày mai giúp em nha. Còn bây giờ anh Mạnh sẽ thông tại vì cũng nói thật sự với anh em là cái Đức Mạnh làm cái buổi như này vâng. là cũng chỉ mong là tất cả anh em hiểu được. Dạ. Đấy là cái vui rồi. Chứ còn nếu mà có những anh em bảo hiểu, có những anh em thì không bảo không hiểu thì cũng đúng hơi hay lấy. Không hiểu thì mọi người xem lại giúp em nha. Anh Xuân Hiếu bảo ok rồi anh dễ hiểu mà. Anh Hạnh Nguyễn đang xem, cảm ơn anh Tuấn Hà. Anh sơ đồ này có trong tài liệu của mình không vậy? Cái sơ đồ này có những anh em nào lấy tài liệu rồi chưa có, mà anh em nào thích thì em sẽ gửi qua Zalo cho. Vâng. Em mời và nói bảo ấy thôi. Anh em sẽ được gửi qua Zalo cái sơ đồ này anh Tuấn Hà nha. Anh Lưu Văn Ngọ thì nếu mà IC không sập mát thì ta câu tắt được chứ? Câu tắt thì nó hơi hại bơm anh em nhá, tại vì bơm của chúng ta bơm thủy tan, nó chạy liên tục thì nó hơi hại bơm thôi. Nhưng mà nó không vấn đề, nếu mà là trường hợp bí thì anh em có thể đấu tắt được. Trường hợp gọi là bí quá thì anh em có thể đấu tắt được. Tại vì trong cái bơm xăng chúng ta khi anh em học về bơm thì nó có va điều áp, nó điều chỉnh cái áp của chúng ta rồi. Nhưng mà nhiều khi này đây là mình cũng nói luôn là không lên, không đến lúc là có những anh em lại bảo là dạy FI xong rồi lại xui người ta là IC chết để đấu bơm thẳng cũng được. Không, đấy là cái trường hợp khống chế thôi anh em nhá. Comment là ok hiểu, anh Trần Quang mũi tên góc nghiêng dây đỏ vàng có đúng không anh ơi? Đúng rồi, dây đỏ vàng nhỏ, tại vì ở chân của chúng ta ấy, ở trên xe là có hai dây đỏ vàng, một đỏ vàng to và một đỏ vàng nhỏ. Đỏ vàng to là của chân dây đen chính, còn đỏ vàng nhỏ là của chân dây đen dùng động cơ. Vâng. Thì đây mình cũng chỉ luôn. Anh Lê Thuyên thì comment thay IC thôi hoặc chế mạch giảm mát thôi. Anh Ái Quốc thì comment nói về cảm biến này thì trùng. Xe này trùng. Anh Ngọc Trai Cao thì bảo có thể để em một cuốn tài liệu được không ạ? Cuốn tài liệu thì bao gồm có Honda Yamaha Samaki một cuốn và Piaggio riêng một cuốn. Anh đã để lại số điện thoại, ngày mai sẽ có nhân viên bên anh Đức Mạnh tư vấn ạ. Anh Lê Thiên thì comment đã anh vừa đọc rồi. Quay vào đây anh. Đây nha anh em nhá. Thì ở trên vừa nãy anh em cũng đã xem rồi đúng không ạ? Mình sẽ nói qua một lần nữa ở trên cái dây này. Đây cho anh em nhìn đúng không ạ? Đây có hai dây đỏ vàng này, một là đỏ vàng to này, là của dây đen chính chúng ta đây đúng không ạ? Một là đỏ vàng to, và đây là đỏ này là đỏ trước cụ chì, trên cụ chì chúng ta đây đúng không ạ? Đây. Chúng ta xem rõ không ạ? Mọi người comment đi. Đây đúng không ạ? Anh em nhìn rõ không ạ? Đấy, và đây là đỏ vàng này, của chân dây đen dùng động cơ thì anh em nhìn thấy là có hai dây đen. Đúng không ạ? Hai dây đen này là từ dây đen chính cấp sang đây, hoặc là từ ở chân cụ chì. Đây anh em nhìn rõ không ạ? Đây mình sẽ nói luôn là đây dây đỏ này này sẽ chạy cảm biến xuống, cảm biến không nghiêng này. Đúng không ạ? Và dây này là dây đen thọc trắng này. Đây thọc trắng này là khi dơ le đã hoạt động cấp nguồn sang dơ le bơm xăng. Cấp nguồn sang dơ le bơm xăng. Đúng không ạ? Đây là khi bây giờ mình sẽ làm thực tế cho anh em này. Mình tắt khóa nhá. Và đây là... Mọi người comment rõ rồi. Ok, cảm ơn mọi người. Đây nhá. Phương, em ấy để mình anh đo cho anh em xem. Lúc anh bảo Phương bật khóa thì bật khóa cho anh nhá.
Thế em quay vào đồng hồ cho anh. Quay xuống đồng hồ. Em cầm hẳn lên cho anh. Cầm hẳn lên. Đây em nhìn nhá. Đây cái dây đen này. Là khi anh em chưa bật khóa là có cầu điện này. Còn đây này là sẽ được cả cái góc nghi dập mát này. Em bật khóa lên cho anh. Không sáng đèn này. Sáng chưa? Chưa. Bật lại đi. Không sáng này. Sợ chập dây rồi. Dây này hôm trước anh em cắt thôi mình để anh nói qua cho anh em. Đây anh em nhá, đúng không ạ? Thì mình cũng nói qua cái này thôi, tại vì vừa mới bị chập nghe cái cầu chì lỗ rồi. Thì đây này, đây là dây dương của dây le đây đúng không ạ? Dây dương là chờ khi chúng ta bật khóa là dây 12V chạy vào đây. Còn dây này xuống cảm biến góc nghiêng là nhờ cửa máy góc nghiêng dập mát đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta có điện 12V chạy vào đây và đây là chạy ra mát đây đúng không ạ? Thì dưới đây chúng ta làm việc đóng lối hai tiếp điểm là đóng lối cái gì ạ? Anh em hiểu đơn giản thôi. Là nó lối hai dây lại với nhau. Là lối dây đen và đen sọc trắng lại với nhau. Thành một sợi dây dẫn thôi. Nó chả có cái gì cả. Đúng không ạ? Khi mà dưới đây đã hoạt động thì nó sẽ lối hai tiếp điểm lại với nhau. Là dây đen và dây đen sọc trắng lại với nhau. Đúng không ạ? Để cấp sang cái thiết bị khác. Thì đây cấp sang đâu ạ? Anh em nhìn rõ này. Cấp sang dưới đây bơm đây đúng không ạ? Anh em nhìn thấy không ạ? Đây cấp sang dưới đây bơm. Thì cấp sang dây le bơm thì nó sẽ chia ra như vừa nãy anh em nhìn đúng không ạ? Là có hai dây đen sọc trắng. Một là để lôi dây le. Đây là hai chân lôi dây le đây đúng không ạ? Và một là để đứng ở đây chờ khi nào dây le hoạt động sẽ cấp nguồn sang dây lâu. Đây anh em nhìn thấy dây lâu không ạ? Cấp nguồn sang dây lâu. Thì bây giờ mình cũng nói qua nhé. Khi mà nguồn của dây le dừng động cơ đã có và cấp sang cho dây le bơm sang chúng ta. Đúng không ạ? Thì khi chúng ta để nổ thì tín hiệu của khiển là CKB đúng không ạ, sẽ gửi về IC và lúc này IC sẽ biết là lúc này chúng ta cần phun xăng đánh lửa thì nó sẽ dập mắt cho dây lâu đen. Dập mắt lâu đen thì lúc đồng thời lúc này là dây lâu chúng ta hoạt động lối hai tiếp điểm dây lâu và dây đen sọc trắng lại với nhau để cấp nguồn điện 12V cho bơm xăng của chúng ta hoạt động đúng không ạ. Đấy là như này là anh em đã dễ hiểu chưa? Anh em chỉ cần nhớ là dây lâu khi dây lâu hoạt động là nó chỉ lối hai tiếp điểm này vậy với nhau thôi, nó không có gì quá phức tạp cả. Anh Phạm Văn Giang có comment là ICSCR cài nguồn ổ khóa lắp vào lít 110 được không anh? Được anh em. 901 ạ. Nói chung là bây giờ nếu mà con SCR mà để chuyển sang để dùng cho lít thì anh em có một là anh em có thể là làm thêm đấu thêm một con diode Zener. Hai là anh em có thể là bây giờ công nghệ máy móc cũng rất nhiều, anh em có thể đổ luôn cái phần mềm của lít vào là chuyển luôn phần mềm lít thì anh em không cần thiết là phải dùng chân đấy nữa. Dạ vừa rồi thì em thấy anh em thu gom cái con SCR rất là nhiều để về đổ chương trình của lít vào đấy. Anh em có tương tác gì không, mọi người đã hiểu cái anh Mạnh vừa chia sẻ chưa? Anh tắt flash giúp em đi. Bút hôm nay mình không cần bút thử. Tại vì nó thật sự là mình bút thử ấy thì là mình cũng rất ít khi dùng cái bút để dò như anh em, tại vì anh em cũng có rất nhiều anh em dùng bút thử của nó cũng hay. Nói chung là dùng cũng hay. Đây là cái công cụ hỗ trợ đúng không? Cảm ơn anh Dương Huy đã comment. Anh tay ga xuân dần thì comment là thì bây giờ anh em đi qua một cái mạch dưới lề đề của dòng lít này nữa thì bắt đầu là anh em sẽ đến là cái cách mà Đức Mạnh bắt bệnh nhanh trên xe lít này. Anh về cái mạch đề thì có comment anh nói nốt một dơ lê kia đi anh. Thì đấy đúng rồi, đây là dơ lê hãm đề đúng không ạ? Thì là mình đang nói là dơ lê đấy, là chính là dơ lê hãm đề đấy. Chưa được anh nhỉ, anh chỉnh lại đi để cho anh Mạnh thôi. Nó vẫn chậm ở gì đấy. Chưa được các bạn, chuột gì chán. Được rồi đấy. Chuột lâu rồi em đi dùng. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Đấy anh em nhìn thấy trên màn hình có mấy con dưa le rồi ạ? Anh em nhìn là hai cái thôi anh Mạnh. Đúng rồi, có hai cái. Anh em nhìn có mấy cái rồi ạ? Mọi người nhìn được chưa ạ? Rút cảm biến góc nghiêng xe có nổ được không anh? Nếu mà bạn mà rút hết cảm biến góc nghiêng ra là xe không nổ đúng không nhá? Dạ.
Ví dụ như kể là đứt một dây đen là đã không lổ được rồi, mà bây giờ đứt mát thì cũng không lổ được. Đúng ạ, cái nguồn nuôi của cả bếu ống nghiêng là dây đen và dây xanh lá là anh em rút ra không được, mà dây mà nhờ cái dơ lê chính cũng như cái dơ lê rừng động cơ của ta là cái dây đỏ vàng nhỏ đấy ạ, mà anh em mà cắt đứt đi thì nó cũng làm sao mà dập mát được cho dơ lê rừng động cơ. Anh tác lại chuột đi xem được cho anh. Đấy. Em xin phép đọc comment của anh Đức Tiềm anh mở. Anh vừa đọc là cảm biến góc nghiêng rồi, em anh mạnh người giải thích rồi, anh Lưu Văn Ngọ và anh nói cách bắt bệnh dễ và nhanh cho anh em làm dễ hơn đi. À đây không, mình cái gì mình cũng nói qua là cái đường điện đi như nào. Thì sau mình sẽ nói với anh em là cách bắt bệnh nhanh. Anh Tùng Trần thì có comment là 5 cái rồi anh ạ, nghĩa là 5 cái dưa le. Còn anh Trúc Tào thì comment là 4 cái. 4 cái nhưng mà cả dưa le đề là 5 đúng rồi ạ. 1 dưa le chính, 2 dưa le dùng cơ, 3 dưa le bơm. Anh Tùng thì bảo 4 là hãm đề, 5 là dưa le đề. Dạ, cảm ơn anh. Anh tay ga Xuân Dần nổ được nối dây. Còn anh Đỗ Quang Quý comment cho anh hỏi nếu bị chuột cắn đứt hết dây cảm biến CKP thì có đề nổ được không? Anh hỏi cơ. Không nổ được anh ơi. Vâng. Như thế mình có khác mình triệt cái đường đề của nó rồi đúng không? Không, cảm biến CKP nhưng mà 2 dây thì nếu mà anh bảo là có đề được không, đề được nhưng không nổ được. Còn nếu mà CKP mà đề từ thì không bao giờ đề được. Rơ le có là cái nào? Rơ le hứa có là cái nào? Hứa là cái gì vậy anh? Rơ lê hứa. Anh em comment cái câu rơ lê hứa mình không hiểu lắm. Chưa hiểu ạ. Cảm ơn mọi người nha. Anh em comment thì nhớ giúp em là Việt Kỳ có dấu, chúng ta cứ thao tác thông là bình thường thôi. Chương trình đang còn dài mà chúng ta không phải vội. Thì bây giờ mình cũng giới thiệu qua luôn nha anh em nhá. Là thứ nhất là anh em nhìn đây là cũng được rồi. Anh chỉnh lại cái kia đi để cho anh chật chật quá. Chuột kia con nó anh mượn cái gì? Mượn chuột là chưa có dây anh ạ. Để em cắm lên cái chân trên kia. Thế này. Sợ là cái sóng nó hơi yếu. Nhận diện chuột không, hơi yếu. Cái chuột này lâu đâu không dùng. Thế mai cầm là chuột. Sao anh cầm chuột xuống? Mai cầm chuột ở nhà rồi. Đúng rồi. Bắt con chuột nhà mà rồi. Đây em nhìn nhá. Thì trên xe của ta đây đúng không ạ? Thì là đang trên hình ảnh. Thì là có hai con dưa le. Gọi là con dưa le đề của chúng ta và một con là dưa le hãm đề, đúng không ạ? Thì em cũng giới thiệu qua luôn là mạch điện đi như nào, là qua chân cầu chì đúng không ạ, cấp điện 12V đến một là công tắc tay phanh, hai là đến dây dưa le đề của chúng ta đây, đúng không ạ? Anh em nhìn rõ không ạ? Đây mọi người. Đấy. Nhìn rõ không, mọi người comment đi. Anh Huy Dream bảo mờ thấy anh, còn anh Hứa, anh SS IS thì bảo Hứa là hãng phải không? Anh em nhìn rõ không? Rõ comment lại cho em thì bắt đầu em mới nói. Không em nói thì... Mọi người comment đi. Mọi người comment giúp em để em nhìn thấy ạ. Tại vì anh em chúng em làm đây thì không thể không còn đọc hết comment. Cái gì? Anh nhắn Việt Kỳ có dấu giúp em nha. Em đọc không hiểu anh Cường. Rõ như ban ngày. Cảm ơn tất cả mọi người. Anh... Có thể là do mạng ở nhà anh em nào bị... Ok rồi đây này, rất nhiều anh em comment ok. Đây, bắt đầu mình sẽ nói, anh em nhìn thấy không ạ? Điện 12V từ cầu trì đây đúng không ạ? Ra dây màu đen, chạy đến một là công tắc phanh, hai là dây lê hạm đề. Khi chúng ta bóp phanh đúng không ạ? Điện 12V sẽ chạy từ công tắc phanh, chạy thẳng vào dây lê hạm đề của ta. Thì là dây lê hạm đề của ta sẽ đã được cấp mát sẵn và lúc này dây lê chúng ta làm việc. Đúng không ạ? Dây lê chúng ta làm việc thì đồng thời... là cái dây xanh này, cái dây của chân dây xanh biển sọc xanh lá của chân công tắc đề sẽ được tiếp ra thẳng ra mát. Lúc này là dơ le chúng ta làm việc là được cấp thẳng ra mát. Và khi chúng ta ấn công tắc đề thì là IC sẽ nhận được tín hiệu đề khởi động, sẽ dập mát cho dơ le đề của chúng ta là dập ra mát. Đúng không ạ? Và hít tiếp điểm của hai dây đỏ to và dây đỏ trắng chạy từ cực bình ắc quy đấy ạ. Chạy thẳng vào trong củ đề của ta và cấp điện để cho motor đề của ta quay. Cảm ơn mọi người đã comment rất nhiều. Cảm ơn anh Đức Mạnh và vợ Tùng Chi. Cảm ơn anh Tú Ngô ạ. Cảm ơn mọi người. Đây nha, mình sẽ nói lại một lần nữa cho anh em nhá. Về cái mạch này nhá, xong rồi đến khi anh em bắt bệnh cho nhanh nhá. Cảm ơn anh Thanh Nguyễn đã để lại số điện thoại. Ngày mai anh Mạnh sẽ có nhân viên tư vấn cho anh ạ. Đây nha, em sẽ nói lại một lần nữa nhá.
Thứ nhất là điện từ ổ khóa của chúng ta qua cầu chì, và qua cầu chì này là sẽ đi ra là dây màu đen, và điện 12V sẽ cấp sang công tắc phanh và cấp đến rơ le đề của chúng ta. Khi chúng ta bóp phanh, điện 12V sẽ chạy từ công tắc phanh qua rơ le hãm đề chúng ta, thì qua cuộn dây đồng và rơ le đề đã được tiếp mát sẵn sẽ điều khiển cho rơ le hoạt động. Khi rơ le hoạt động sẽ nối tiếp điểm giữa dây xanh biển sọc và xanh là cây ra mát, đúng không ạ? Chân của các đều ta đã được tiếp mát, và lúc này chúng ta ấn công tắc đề thì IC sẽ nhận được tín hiệu đề, đúng không ạ? Và dập mát cho rơ le đề của chúng ta hoạt động. Khi rơ le đề của chúng ta hoạt động thì lối tiếp điện giữa dây đỏ to và dây đỏ trắng từ điện 12V từ cực bình ắc quy không qua cầu chì chạy qua rơ le và chạy thẳng đến motor đề chúng ta, và điện 12V cấp vào cho rơ le đề để cho rơ le đề hoạt động. Và đây là cái mạch này anh em có thấy khó không ạ? Anh đừng nhìn vào đấy. Anh em có thấy khó không ạ? Không, anh đang xem là có anh em nào bảo không hiểu thì là anh có thể nói lại. Anh tay ga xuân dần thì comment anh giảng dễ hiểu anh ơi. Không, anh em cứ comment lên cho em nhá. Nếu mà không hiểu thì em nói lại. Vâng. Tại vì cái vấn đề là em đã nói rõ rồi. Anh em đã vào đây với em là cái thứ nhất là quý hai anh em rồi. Vâng. Nhưng mà làm cái gì làm thì anh em phải hiểu đã. Thì xong mới chuyển sang cái khác. Mỗi một cái sơ đồ mạch như này anh Mạnh sẽ giảng lại cho anh em 2 lần để chúng ta hiểu, còn nếu chúng ta chưa hiểu nữa chúng ta sẽ xem lại vào buổi sáng ngày mai hoặc lúc nào rảnh ạ. Cảm ơn anh Tùng Trần bảo không khó. Anh em nào có thấy khó hiểu nữa không, mọi người comment giúp. Tại vì bây giờ nhá, em sẽ giải thích luôn cho anh em này. Cái dơ lê nhá, anh em nhìn cái dơ lê hãm đề không ạ? Cái dơ lê hãm đề này chẳng qua là chỉ khi nào lúc nào nó hoạt động là nó tiếp mát cho cái công tắc đề của chúng ta thôi. Vâng. Nó chỉ có nhiệm vụ đấy thôi. Nên là khi mà anh em mà bóp phanh ấy mà không thấy dơ le đề này của chúng ta hoạt động này. Vâng. Đúng không ạ? Dơ le hãm đề chúng ta hoạt động. Cái đầu tiên là khi mà cái xe lít của chúng ta mà đề này là anh em thấy đầu tiên, một là anh em nghe tiếng dơ le hãm đề kêu. Sau khi nào anh em bấm công tắc đề thì bắt đầu là dơ le đề của ta mới kêu tiếp. Thì nếu như mà anh em bóp phanh mà không thấy cái dơ le hãm đề ấy mà nó kêu, tức là cái nguồn là nguồn gì ạ? Một là cầu chì, hai là công tắc phanh người ta bị hỏng, đúng không ạ? Ba là đường dây đứt, thì là nó sẽ bị làm sao ạ? Là công tắc của chúng ta không hoạt động, đúng không ạ? Còn anh em thấy là nó cũng, em thấy là nếu như anh em cứ coi như cái dây em đề khi nó là hoạt động là nó chỉ là có tác dụng lối ra mát từ chân công tắc đề lối ra mát thôi. Còn bây giờ cái nguyên lý mà công tắc đề này chúng ta ấy thì là nó đa phần giống hệt đối với cả khóa sơn kim của xe lít ạ, là nó cũng khá là giống. Là khi chúng ta bấm phát là cái công tắc đề chúng ta dập ra mát là IC sẽ nhận được tín hiệu, đúng không ạ? Nhận được tín hiệu là đề, thì là trên khóa sơ mất khi thì là nó sẽ qua một cái nữa là qua một con SU nữa thôi. Em xin phép đọc comment ạ. Anh Vũ Trực thì ạ, cứ am hiểu bản vẽ là đọc được mạch thôi. Anh Dương Sơn thì ok, dễ hiểu. Anh Bình Hằng Tây Ga thì mình chưa được học nhưng cũng thấy hiểu một chút. Cảm ơn anh Mô Tô Tuấn Thảo. Anh Dũng Nguyễn thì chỗ nào cũng thấy tên anh dần. Anh Vũ Nguyễn thì giải 2 lần thôi, anh chị không hiểu thì xem lại nhé. Anh IS nói dây âm dương chạy để dễ hiểu anh ạ. Anh Lê Tuyên thì anh cứ làm lại lần nữa cho anh em nào chưa hiểu rõ thì sẽ hiểu. Không, tại vì anh em nói là dây âm dương. Vâng. Thì là mình nói thật là nếu như anh em đã làm xe Honda thì anh em cũng thử biết rồi, đúng không ạ? Riêng dây xanh của chúng ta đã là mặc định là mát rồi. Vâng. Còn dây đen của chúng ta là đen, ví dụ sọc gì thì chưa nói. Ví dụ đen sọc nâu hoặc là đen sọc đỏ, đúng không ạ? Hoặc dây đen cũng là nguồn 12V. Đấy là anh em nên nhớ em, kể cả dây đỏ trắng của chúng ta đây, đúng không ạ? Là cũng là nguồn 12V. Nên là mình cũng không ghi đây là nguồn âm hay nguồn dương. Tại vì đây là nó thể hiện ở trên này. Tại vì anh em làm xe thì ít ra cũng ít chí ít nhất là cũng phải nhớ được cái màu dây là màu dây gì ạ? Màu dây chủ đạo của trên xe là mát và dây dương. Dương trước khóa và dương sau khóa là anh em cũng phải nhớ được rồi. Anh Lưu Văn Ngọc comment nếu mạch khởi động của IC chết em câu trực tiếp từ dây xanh sọc trắng vào dây xanh từ IC cấp xuống phụ đề có được không anh? À đây, có một ý kiến rất hay của anh em, rất hay đúng không? Anh em bảo là IC không dập được mát đúng không? Anh em đúng không ạ? Thì anh em cắt luôn ở đây này, dây đây là dây xanh sọc trắng này. Rồi ạ.
cái dây này xanh đứt đoạn này mình tượng trưng là xanh trắng, câu thẳng sang cắt hai dây ra đi, dây vàng xanh này anh em cắt ra đấu lại với nhau, hai dây đấu lại với nhau này. Nói chung là chơi cái thứ nhất là dây xanh sọc trắng, anh em cắt ở chân IC ra, không cần phải đấu lối gì nhiều, cắt ngay cái chân IC ra là dây xanh lá sọc trắng và dây vàng sọc xanh lá, anh em câu lại với nhau đấy, đối lại với nhau là xong. Chứ bỏ qua IC thì anh em câu lại như thế là xong. Chứ không cần phải làm gì nhiều, anh em câu từ trên đầu từ trên công tắc để xuống dưới dơ le thì mới là xuống IC làm gì. Anh Tùng, Tùng Trần nhớ comment cho em hỏi mạch SR với mạch LIT 110 có khác nhau cái gì không ạ? Mạch LIT 110 có phải mã 901 phải không anh? Đúng rồi, không khác nhau gì cả anh ơi. Nó chỉ khác nhau mỗi cái đèn cái nguồn IC 9V thôi, còn đa phần giống nhau hết. Minh Hưng có comment là dơ le hãm đề có thể bỏ được không anh Mạnh nhỉ? À dơ le hãm đề anh em có thể bỏ được mà, có anh, gì đâu. Anh Nguyễn Điện comment dơ le hãm đề cấp mát cho IC khi người ta bóp đề. Chính xác là không phải gấp tiếp mát cho IC để nó bóp đề, mà khi cái điện chúng ta này ở cái bước đề ấy, là mình ấn tiếp ra mát là IC thứ nhất được là diện là lúc này chúng ta cần đề thì là nó sẽ dập mát cho cái dơ le chúng ta này là qua dây là dây vàng sọc xanh lá đấy, thì nó sẽ dập mát cho dơ le đề chúng ta là để cho dơ le chúng ta làm việc thôi, chứ không phải là nó khi mà bóp phanh mà điện từ đây nó chạy ngược ra đâu anh em nhá. Anh Minh Nguyễn Tiến thì comment bỏ cảm biến góc có nổ được không? Bỏ cảm biến góc thì anh em nổ được. Cái dây mình đã nói rồi, dây nói chung là cái vấn đề đấy, nếu như để như thế này đỡ bị chậm tiến trình của anh em thì bạn có thể hôm sau bạn có thể xem lại, tại vì cái câu đấy mình đã trả lời rất nhiều rồi. Thì anh em có thể xem lại, nên đừng có anh em nào vừa hỏi đừng có phật ý. Anh Trường Sơn ứng thì bảo bao giờ dạy khóa mật Smoky đấy chú. Anh Nguyễn Thành Sơn này vào trang máy trong tài liệu. Không hiểu anh nói rồi gì. Trang mấy ở tài liệu? Trang mới tài liệu. Mình có bán sách về bệnh xe không? Có đấy anh Trần Hộ, anh có thể để lại thông tin, ngày mai có nhân viên của bên anh Mạnh sẽ gọi điện tư vấn cho anh. Anh Lưu Văn Ngọ, ok em hiểu rồi. Anh Lê Thuyên thì cắt vậy đề được nhưng xe đang nổ bóp phanh anh em vẫn chạy đề được. Anh Xuân Hiếu đúng rồi. Đó em toàn làm vậy nhưng có mỗi tội đi nổ mấy bạn đề được anh ạ. Đi nổ mấy bạn đề được anh ạ. Đây em comment anh Xuân Hiếu đấy. Anh Trường Nguyễn thì muốn bỏ thì dây vàng sọc đấu vào nút đề là ok mà. Cảm ơn anh Trần Hội đã để lại thông tin ạ. Mình thao tác tiếp trên xe hả anh? Không, bây giờ anh lắp lại để tí anh chỉ cách lắp lại cho anh em. Dạ vâng. Thì em vừa nói chuyện đi để anh lắp cái cực bình vào. Anh Minh Hùng Tega cắt hai dây mát như vậy có ảnh hưởng không? À không, đấy là mát để dập thôi. Dạ. Chứ có nó chưa phải là mát của IC đâu anh em nhá. Cảm ơn mọi người, anh em có câu comment nào mọi người cứ comment đi để em có thể đọc cho anh Mạnh giải đáp ạ. Anh Thanh Nguyễn thì qua số điện thoại của em mai cho nhân viên điện cho em nhé anh Mạnh, cảm ơn anh đã để lại thông tin. Cảm ơn anh Tú Ngô, anh bảo cảm ơn Đức Mạnh và Phục Tùng Chi. Tất cả anh em đã hưởng ứng chương trình rất là nhiệt tình ạ. Cái gì nhỉ? Để em đọc tiếp comment của mọi người nhé. Anh Xuân Hiếu là đi nổ máy mình vẫn đề được thì nhanh hỏng lao đề, anh em vừa viết sai đâu, sai dấu. Nghĩa là anh bảo là để nổ bình thường nhưng mà đi thì nhanh hỏng lao đề. Trên dòng xe của Honda đời đầu chúng ta đang dùng đề phóng không ạ? Đúng rồi, thế mà ấy quá thì là nó rất hay bị hỏng. Vâng. Chờ qua đấy là chúng ta mình xử lý phương pháp tạm thời thôi ạ. Chứ còn trong trường hợp lâu dài thì nhà sản xuất người ta sản xuất ra cái gì người ta cũng có ý đồ và có cái nguyên lý hoạt động rồi ạ. Mọi người có comment câu hỏi nào nữa không, để đọc giúp em để anh Mạnh có thể giải đáp ạ. Anh Tài Lê thì rõ anh ơi. Anh Lê Thiên có trả lời cái câu là em toàn làm vậy nhưng mỗi tội nó đi mấy bạn để được anh à. Lê Thiên comment này thì bỏ dây ý đi được ấy gì thì nó không còn chức năng ngắt máy rồi, chỉ vòng tua cao hơn 1500V rồi nên đề như gym thôi. Cảm ơn anh Tuấn Phạm đã để lại thông tin. Hôm nay anh Phạm Duy Bằng vào hơi muộn ạ. Em chào anh nha. Anh Lưu Văn Ngọ bảo anh thao tác trên xe
chế mạch khởi động đi cho anh em xem được xem thực tế hơn. Anh Mạnh đang thao tác, các anh em chờ một chút. Chế á? Anh bảo là anh thao tác trên xe chế mạch khởi động đi cho anh em được thực tế hơn. Cái này thì đầu tắt thì có gì đâu. À, em có kéo không? Dạ có. Đầu tắt thì có gì đâu. Comment là nhìn sơ đồ sẽ hiểu mà. À, anh Phạm Duy Bằng chào các anh em. Anh tay ga xong dần chế mạch đều khởi động thì đơn giản. Nói chung là đây còn chế mà bây giờ mình nấu để hoạt động thôi. Còn nếu mà đây chẳng phải là chế gì đâu. À. Cảnh tiếp theo có dùng sơ đồ không anh? À, dễ hiểu anh ơi. Cảm ơn anh Trinh Nguyễn đã comment. Chơi với bồ nên về vào Covid thế này được đi chơi với bồ thì nhất anh rồi. Đây anh là, em chờ bây giờ mình chỉ nhá, mình chỉ cho anh em này. Đây này. Chứ còn mình bây giờ cắt ra là tí lúc mình đi về là đi bộ. Bộ. Không phải đi bộ mà tí lại lối lại là hơi vất đây. Đây anh em nhìn thấy không ạ? Đây, hai dây này anh em đấu lại với nhau à. Em cắt ra, cắt ở chân này ra, à, cắt đây ra, anh em đấu hai đầu vào với nhau thôi, là ok đâu gì đâu. Đây, dây vàng dọc xanh này, và dây trắng dọc xanh lá đây. Đúng ạ, anh em cắt ra đấu vào với nhau. Chất đạo có comment là có thể câu thêm rơ le. Đúng rồi, rơ le tụ, thì cái đấy là có thể anh em có thể câu thêm. Anh chỉ con rơ le công tắc phanh. Anh Vương Lê comment. Giờ đây công tắc phanh là giờ đây đều gì ạ? Vâng. Giờ đây không đề đấy ạ. Anh Lê Thiên thì comment chế mạch dập mát đề. Khi nổ máy không đề được mà tắt máy đề được như zin thì nó lòng hoàng hơn bác. Đúng rồi, nó lòng hoàng hơn. Dạ. Cái đấy thì về anh em là phải có chưa buổi nào mà anh em thích thì tao lưu thì mình làm cái mạch đấy thôi. Thì mình làm mạch đấy anh em làm thì mình chia sẻ. Đây là mình đang nhất là để cho hết cái mạch. Mình đang muốn hôm nay là anh em hết cái mạch đề gọi là 4 cái đề đi. Vâng. Hôm buổi sau là anh em sang mạch đề của Ablet thì nó hơi khác một chút. Dạ. Xong trong khi đấy là xong cái mạch đề Ablet rồi thì anh em đến bắt đầu là anh em triển khai vào đề ACG luôn. Đúng không ạ? Tại vì là những cái vấn đề mà chế cháo thì là có thể anh em sẽ ok là giao lưu buổi sau, vâng, buổi khác. Còn nếu như có thể là ví dụ đào về vào đề ACG thì có những trường hợp nào và dùng những linh kiện điện tử nào có thể là như hôm trước mình chia sẻ xe scopy chẳng hạn thì mình sẽ giảng qua về mạch đề ACG và mình cũng giảng qua luôn về cái là ví dụ như IC không dùng được mát thì anh em làm cách làm để anh em làm. Xin phép chia sẻ như này, có nghĩa là cái chương trình của anh em chúng em thì nếu mà cứ hoãn và cứ xử lý nhiều như thế này thì chúng ta sẽ không đi được nhiều các cái vấn đề trên các dòng xe, thì chúng ta sẽ tổng kết một lượt những cái kiến thức cơ bản, sau đó khi mà cái quá trình ổn rồi và những cái buổi gần như buổi kết thúc thì chúng ta sẽ thực tế và chia sẻ những cái kỹ năng đó trên các dòng xe vào những cái buổi gần cuối của chương trình diễn ra khóa học online miễn phí này, anh em đồng ý không ạ? Tại vì nếu mà giảng như thế này thì cái tốc độ nó sẽ không được nhanh. Thì mỗi hôm nay mới chỉ là kiểm tra đồng hồ và trên kiểm tra hệ thống rơ le thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã mất khá là nhiều thời gian rồi. Thì em nghĩ là anh Mạnh sẽ chia sẻ các cái thông tin nào vào một cái buổi nào đó mà anh em chúng em sẽ sắp xếp lên lịch. Thế thì em cũng giới thiệu qua luôn cho anh em nhá, là cái cách kiểm tra của chiếc xe. Nếu mà đây, ở đây nếu mà anh em mà bật khóa đúng không ạ? Anh em bật khóa điện đúng không ạ? Mà ví dụ mà xe của chúng ta không đề được đúng không ạ? Không có bơm xăng thì chúng ta làm gì ạ? Thì chúng ta phải kiểm tra là thứ nhất là công tắc xi nhan chúng ta, còi đèn xi nhan chúng ta có chưa? Thì nếu như chưa có thì anh em tiến hành là kiểm tra đến cái gì ạ? Rơ le chính. Đúng không ạ? Kiểm tra rơ le chính. Và cái thứ hai là kiểm tra rơ le dầm động cơ. Đúng không ạ?
Khi mà chúng ta kiểm tra dây đai chính tốt rồi thì chúng ta phải kiểm tra đến cái gì ạ? Đến dây đai dùng động cơ. Và khi mà có chỉ có khác mỗi trường hợp là khi anh em bật khóa lên mà có không có điện mà chỉ có còi đèn xi nhan thôi nhá. Mình chỉ nói rõ là chỉ có còi đèn xi nhan thì anh em kiểm tra luôn cho mình là dây đai dùng động cơ. Khi mà đã có còi đèn xi nhan rồi thì anh em yên tâm một điều là dây đai chính đã tốt. Thì đến lúc đấy anh em tiến hành chuyển luôn sang cho em là gì ạ? Kiểm tra dây đai dùng động cơ và cảm biến công nghiệp. Đúng không ạ? Và cộng thêm nữa là cái thứ ba là gì ạ? Là kiểm tra nguồn cấp và IC. Có nghĩa là sao? Khi mà dây đai dùng động cơ chúng ta chạy, đúng không ạ? Là bơm xăng chúng ta có thể anh em nghe thấy, đúng không ạ? Nghe thấy, nhưng mà trong khi đấy là anh em đo cho mình là cái thứ nhất là dây điện từ trên chân IC xuống tất cả, ví dụ như kim phun chẳng hạn này, đúng không ạ? Mobin là anh em phải đo kiểm tra cái đấy. Còn khi mà anh em bật lên cứ kiểm tra từ thứ một, một là dây đai chính, hai là dây đai dùng động cơ, đúng không ạ? Ba là dây đai bơm, đúng không ạ? Từ khi mà chúng ta mà đã kiểm tra được cái ba dây đai đấy thì là chính xác xe chúng ta là phải đổ được, đúng không ạ? Nếu như anh em kiểm tra được những cái đấy thì nguồn cấp có đủ cả rồi mà xe lúc đấy lại đèn đi sáng không báo lỗi lầm gì thì là lúc đấy là chúng ta phải xác định là cái chỗ đấy là không liên quan đến dây đai nữa, đúng không ạ? Em xin phép đọc lần comment thì anh Tùng Trần có bảo chị Phương nói chuẩn, nghĩa là chủ đề của chúng ta sẽ kéo trong xuyên suốt một cái quá trình mãi mãi chia sẻ, và buổi cuối chúng ta sẽ tổng kết những cái ban hay cho tất cả anh em. Anh cảm ơn anh Bùi Xuân Tùng. Anh Lưu Văn Ngọ thì comment em vào nhóm chưa được đồng ý, em phải vào trang phụ tùng xe máy chi, mong hội nhóm đồng ý. Anh xin phép được anh comment và anh nhìn lại cái phần tiêu đề ở phần trên, em để đường link anh có thể tham gia nhóm giúp em nha. Anh Linh xe máy chào buổi tối và buổi chia sẻ rất ý nghĩa. Anh Tuấn Hà có comment là tài liệu Honda bên em bán có sơ đồ này không và có chỉ dẫn không vậy? Nếu có thì mua vừa đọc vừa hiểu như thế này thì anh em mới dễ hiểu. Không, cái thứ nhất là như này, mình thì vừa lấy là mình nói luôn theo cái quan niệm của mình là thứ nhất là khi bật khóa lên mà đèn tất cả hệ thống trên xe không sáng, dạ, đúng không ạ? Mà còi đèn xi nhan chúng ta không có thì là em đi kiểm tra dây đai chính. Còn khi mà chúng ta mà không thấy bơm xăng chạy, đúng không ạ? Và thì chúng ta phải kiểm tra luôn là cái gì. Và cộng thêm nữa kết hợp là kiểm tra là dơ le dừng động cơ và cộng thêm nữa là dơ le bơm xăng. Thì đấy là mình nói theo cái bản năng của mình là khi mình kiểm tra xe. Còn đâu nếu như trong quyển tài liệu thì mình cũng ghi rõ luôn là kiểm tra những cái gì và bước 1, bước 2 rồi như thế nào thì mình cũng ghi rõ luôn cho anh em ở trong quyển tài liệu. Còn là cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mà anh em đã kiểm tra được những cái đấy thì là bật khóa lên là đèn đi chúng ta phải sáng và không thêm bơm xăng chúng ta phải chạy, đấy đúng không ạ? Là cái điều đầu tiên. Còn nếu mà để mà nói vào khi anh em học sâu nữa thì vấn đề khiển thì cái lúc này chưa nói đến, vấn đề gọi là kích chúng ta đấy, khiển gọi là CKB chúng ta chưa gọi đến. Những này là khi mà anh em bật khóa đèn đi chạy, đúng không ạ? Bơm xăng chạy thì anh em biết luôn là thứ nhất là dơ le gì ạ? Dơ le dùng động cơ tốt, đúng không ạ? Dùng dơ le dùng động cơ tốt thì là ngon rồi. Và cộng thêm nữa là dơ le bơm nó tốt, tốt thì bơm xăng nó mới chạy được chứ ạ, đúng không ạ? Tốt thì bơm xăng nó chạy. Thế là anh em suy ra thế là anh em là không cần kiểm tra bốn dơ le. Nhưng ngày xưa nếu như anh em mình chưa biết thì anh em có thể là tháo hết dơ le ra kia một rút từng con một ra cắm vào thử, đúng không ạ? Thế rất mất thời gian. Thì khi đấy là anh em đã phân biệt được ba con dơ le của ta có tốt hay không rồi, đúng không ạ? Còn khi mà đấy nó có mà ví dụ mà bây giờ là nó đã có được thứ nhất là bật đèn đi sáng, thứ hai là bơm xăng đã chạy, đúng không ạ? Thì lúc này là nguồn IC đã có, bơm xăng đã chạy thì lúc này chúng ta thử đề, đúng không ạ? Nhưng bây giờ là xe không đề được thì chúng ta cần kiểm tra cái gì, đúng không ạ? Không đề được thì chúng ta cần kiểm tra cái gì? Cảm ơn anh Phạm Duy Bằng, anh bảo là hai anh em vất vả quá giúp đỡ cho anh em nhiều trong công việc và cuộc sống, em cảm ơn anh Bằng. Thì theo kinh nghiệm của Đức Mạnh, bảo quay lại cho anh ấy. Theo kinh nghiệm của Đức Mạnh ấy, thì khi ấy, kiểu giống như vừa nãy, không, đây để. Như Đức Mạnh đã nói rồi là khi anh em bóp phanh, bóp một cho hai phanh xe này, đúng không? Anh em cứ nghe thấy tiếng cái dưa le dùng cái dưa le áp đề ra đây, đúng không? Nói hết vậy. Ừ, cái dưa lê của ta kêu này, anh em thấy không? Khi mà dưa lê của ta kêu thì anh em biết luôn là dưa lê dùng động cơ chúng ta tốt rồi, đúng không ạ? À, em xin lỗi,
dưới lại hãm đề chúng ta tốt rồi đúng không ạ? Thì là đến khi đấy anh em sẽ khẳng định luôn là công tắc phanh chúng ta ngon, đường dây điện đúng không ạ? Đường dây điện từ trên công tắc phanh xuống dưới lè là dây xanh lá sọc vàng cũng tốt rồi đúng không ạ? Mát dưới lè cũng tốt thì dưới lè nó mới kêu như đúng không ạ? Anh em công nhận không ạ? Thì là đến khi đấy anh em không phải kiểm tra dưới lè hãm đề nữa, mà đến lúc này anh em cần kiểm tra gì ạ? Đến lúc này anh em khoanh vùng ra, nếu như nhá dưới lè hãm đề đã hít và sử dụng tốt thì bây giờ anh em chỉ quan tâm là cái gì ạ? Là công tắc đề và dơ lê đề và IC của ta đã, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta có cách đo như nào? Đúng không ạ? Chúng ta có cách đo như nào để xác định được là dơ lê của ta hoạt động đã tốt thật sự hay chưa? Là có nghĩa là nó đã dập mát được cho cái dây trên công tắc đề hay chưa, đúng không ạ? Thì bây giờ chỉ có cần cách đo này thôi anh em, đo đơn giản lắm. Anh Thanh Hiền Moto thì bảo cảm ơn hai anh em vất vả chia sẻ cho anh em. Đây nha, còn đây là mình sẽ nói qua này, nếu như mà anh em chưa biết thì là mình sẽ nói qua luôn, mình sẽ làm luôn này. Nếu như mà anh em không thấy dơ le hãm đề chúng ta chạy thì chúng ta chỉ cần qua một hai bước chúng ta kiểm tra là được, đúng không ạ? Đây chúng ta chỉ cần một hai bước là chúng ta kiểm tra được ngay. Anh Xuân Chiến Phu bảo bạn chỉ dẫn quá chi tiết và dễ hiểu, anh Hoàng Đức Trang thì khi xe không dập mát cho rơ le thì chế mạch đề xe quay cũng được phải không anh? Anh có nghe được câu hỏi này không ạ? Khi xe không dập mát cho rơ le đề thì chế mạch đề xe quay alpha cũng được phải không anh? Mạch đề thì mình vừa nói rồi, cần gì phải chế gì? Vâng. Anh em cứ đấu phát cái dây trắng xanh, trắng sọc xanh và dây vàng sọc xanh là cây đấy ở chân xe, anh em cắt ở chân xe ra, anh em đấu lại với nhau thôi. Mình gì phải đấu gì nhiều. Đấy anh em nhìn này, bây giờ nhá, nếu như dơ le không hít đúng không ạ? Mà mình cắm con trở này, anh em nhìn là một cái bóng đèn led và con trở. Anh em nhìn thấy không ạ? Đây là dây vàng, đây là trắng sọc và xanh lá sọc vàng đây, anh em nhìn thấy không ạ? Là từ trên công tắc phanh xuống, bây giờ mình sẽ bóp phanh này. Bóp phanh nếu như không sáng đúng không ạ? Nếu như mà bóng đèn led này chúng ta không sáng này thì chúng ta phải lên kiểm tra công tắc phanh, thì mình thử bóp công tắc phanh bên phải. Nếu công tắc phanh bên phải mà được thì là anh em khẳng định luôn công tắc phanh rồi đúng không ạ? Nếu như bây giờ anh em cần biết là dây dương hay dây mát tốt đúng không ạ? Thì anh em chỉ cần rút cái ra đúng không ạ? Sợ mất mát hay mất dương. Thì bây giờ anh em chỉ cần tiếp vào mát và bấm phanh. Anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, tiếp vào mát. Nếu mà tiếp vào mát bóng đèn mình bóp phanh bóng đèn sáng thì tức là cái dây mát ở dơ le, chân dơ le bị đứt. Đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta bóp mà không sáng lốt thì là dây dương đứt. Anh Ninh xe máy bóng led bao nhiêu vôn vậy bạn ơi? À bóng led này bóng led 3V bạn nhé. Anh Nhân Nguyễn bảo rất cảm ơn anh chị đã chia sẻ bài học. Đấy thì khi mà anh em thấy dơ le không hít thì anh em kiểm tra cái thứ nhất là mát của lui dơ le. Thứ hai là nguồn 12V từ trên công tắc phanh chạy xuống dơ le, cấp cho dơ le. Thì là anh em kiểm tra được ngay. Còn khi mình đã nói rồi, khi mà dơ le đã có hiện tượng kêu rồi là tạch một cái hít rồi thì tức là công tắc phanh của chúng ta ngon đúng không ạ? Cái thứ hai là mát của dơ le cũng đã ngon rồi đúng không? Bây giờ là mình kiểm tra xem khi mình bóp phanh ở trên công tắc đề có hiện tượng gì nhá. Anh Vũ Nguyễn có comment, anh ơi có trường hợp dơ le vẫn hít nhưng không cấp điện lên nhé, vẫn phải kiểm tra điện. Thì đây là mình cũng có bước qua đây, còn có thể là anh em có thể ở trong này mình cũng hướng dẫn trong quyển tài liệu đây, là mình cũng hướng dẫn luôn này cách đo đúng không ạ? Bạn ấy nói cũng rất hợp lý đúng không ạ? Bạn ấy nói cũng rất hợp lý là có trường hợp đúng không ạ? Có trường hợp là bị như thế. Hay, cũng là hay đấy anh em ạ. Led 3V câu con trở bao nhiêu ôm anh? Nếu mà anh em điện 12V anh em câu con trở 100k anh em nhé. Anh Văn Hiệp cảm ơn anh em. Em xin lỗi, trở 100 ôm 100k bây giờ đếm tiền nhiều quá. xin lỗi nhầm, là 100.000 ôm, 100k bảo vệ nói đúng rồi. 100k là 100.000 ôm. Nhưng mà khái niệm mà k là tiền đấy anh ạ. Tại vì khi mình cho một con trở là 100k tức là 100.000 ôm ấy thì là nó chỉ có 3V thôi. Nhưng mà 3V thì hôm sau anh em sẽ học phải trở biết ngay mà. Dạ vâng ạ. Đây đúng không? Có anh em vừa nói một câu rất hay. Anh Vũ Nguyễn, trường hợp sơ le vẫn hít nhưng không cấp điện lên vẫn phải kiểm tra điện. Đúng rồi. Có anh em nói hay ấy.
Cảm ơn anh em có những cái chia sẻ nào mọi người cứ comment vào đây giúp em nhé. Đây đúng không ạ? Bây giờ cái dây xanh biển đúng không ạ? Anh em nhìn rõ đây. Cái dây xanh biển sọc xanh lá đây ạ. Là dưới chân dơ le, chỉ khi chờ dơ le là đóng tiếp điểm là để dập ra mát đây. Vừa lấy trên bài giảng anh em nhớ không? Đây dây của chân có đề đây. Là khi mà dơ le dùng động cơ, dơ le hấp đề chúng ta đúng không ạ? Làm việc thì sẽ cấp mát cho cái dây này đúng không ạ? Là dập mát đấy, đúng không ạ? Thì anh em nhìn nhá, khi mà em đã cho đây này. Mà có trường hợp mà anh em bảo dơ le đã hết nhưng mà nó lại bị hỏng đúng không? Hỏng hay không anh em, một que đo này, anh em đo thông mạch thôi. Để đầu que đo thông mạch, một que ra mát đúng không ạ? Và khi đấy anh em bật khóa điện này, đúng không ạ? Anh em bóp phanh. Ông ơi, cầm mấy cái đồng hồ. Và anh em bóp phanh xem là dơ le hoạt động hay chưa. Đúng không? Đây. Đây anh em bóp phanh này, xem dơ le hoạt động chưa. Có những anh em góp ý cái rất hay là đúng không? Là nhỡ dơ le hít rồi nhưng mà nó không kêu. À nó không thông, đúng không ạ? Thì bây giờ anh em xem này. Đúng không ạ? Ăn bụi son tùng bóng led 3V trở 120V. Đây, công tác bên kia hơi chậm chờn anh em thấy không ạ? Như này thì mình vừa nghe tiếng dơ le hít. Nếu mà anh em chắc ăn nhất, đo nhảy cho em. Làm que đây, một que, bây giờ không mạch không quan trọng. Một que ra mát và một que vào dây xanh. Đúng không ạ? Xanh biển, sọc xanh lá đây. Anh em bóp phanh, nghe tiếng dơ le hít và đồng hồ thông mạch. Thì đến lúc này khẳng định luôn nữa, ngon nhá. Đây, như này thì anh em khẳng định là dơ le hoạt động ngon chưa ạ? Mà còn thông mát luôn, anh em biết như này là cả dây mát chân còn lại là thông luôn này. Đúng không ạ? Chính này anh em khẳng định luôn là gì ạ? Công tắc phanh ngon, đúng chưa ạ? Và cái thứ hai là cái IC, cái dơ le của ta đúng không ạ? Dơ le của ta là đã hoạt động tốt. Mặc dù là nghe tiếng hít chưa tin thì đo nhảy phát là biết là tốt rồi đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Và cộng thêm nữa anh em tiến hành đo cái điện áp tín hiệu đúng không ạ? Có thể anh em đo điện áp tín hiệu của cái gì ạ? Của cái dây từ IC ra là dây trắng sọc xanh là cây ạ. Anh em đo điện tín hiệu. Anh em nhìn thấy điện đây có điện ạ. Nếu như anh em đo cái điện tín hiệu này. Đây là cái điện tín hiệu này nó gần được 5V này. Như anh kia nói như vậy là đường dây bị ôm. Bị ốm hay bị ôm? Bị ôm. Anh tay cao xuân rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, cái cuộn dây đồng ở trong ấy. Đây anh em nhá. Anh em nhìn rõ không ạ? Đây là điện. Đây là vì mình cắm ngược. Còn anh đây cho anh em xem rõ nhất này. Đúng không ạ? Đây là điện tín hiệu. Thì điện tín hiệu là nếu như anh em đo cái diện này là từ chân IC ra. Còn nếu mà anh em mà đến đo cái điện tín hiệu này mình không thấy ấy, thì là IC ra có vấn đề rồi, có vấn đề về mạch đề rồi. Đấy. Anh em nhìn rõ không ạ? Nhưng mà cái này đối với dòng lít thôi nhá anh em nhá, lít và SCR nhá. Còn đối với cả xe khác thì là mạch đề nó khác thì là anh em không áp dụng được cái này đâu nhá. À nghĩa là chỉ cố định trên hai dòng. Đúng rồi, lít và SCR anh em thì cái dòng điện này đến mất dòng điện này mất này. Khi anh em đo này dòng điện này mất. Nhớ về cái thông tin anh Mạnh vừa chia sẻ nhá, mọi người học cho buổi hôm sau. Mất là anh em phải kiểm tra IC luôn, nếu mà anh em đo này không thấy anh em đo thông mạch lên chân IC. Đúng không ạ? Mà dây không đứt không chạm mát thì anh em khẳng định luôn là IC này đang có vấn đề ở cái mạch đề của chúng ta là có vấn đề rồi. Anh em hiểu được không ạ? Buổi hôm sau mọi người nhớ chuẩn bị giúp em một cái bút hoặc sách hoặc là cái note gì để chúng ta ghi, có thể ghi những cái thông tin cần thiết vào. Ví dụ buổi ngày hôm nay là anh Mạnh chia sẻ trên dòng xe Lip SCR mã 902 và 901 là nó cũng gần như nhau đúng không ạ? Anh đi tắt flash đi, hơi chói. Còn bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em cái nữa là cái cách kiểm tra dơ le đề xem là IC có dập mát hay không nhá. Đúng không ạ? Chào anh Đinh Nguyễn, hôm nay vào muộn ạ. Anh vẫn chút được giờ mới vào được tiếp và không xem được. Còn khi mà anh em đã xác định được thứ nhất này, cái dây trắng, trắng xanh ở chân IC lên và dơ le hãm đề tốt, đúng không ạ? Công tắc tốt, công tắc đề tốt, đúng không ạ? Thì những bước đo vừa nãy của anh em mình là ok hết rồi, còn tại sao xe không đề được? Thì bây giờ anh em thử cho em nghe này. Ở chân dơ le đề nữa, đúng không ạ? Anh Đinh Nguyễn có comment là loại 4 dơ le phải không anh? Đúng rồi anh ạ. Đúng rồi. Đời đầu là 4 dơ le. Anh mẹ thấy Blade 110 cũng 4 dơ le, nó có cũng có là khác phải không? Không, Blade 110 thì có 4 dơ le. Thế không? Nhớ nhầm. Blade SC. Đây đúng không ạ? Thì khi mà anh em đây
khi mà anh em mà thử đúng không ạ, xem là bây giờ mình thử xem là IC đã là dập mát. Anh nhờ tay ga không dần bỏ IC dập mát cho dơ lên để. Dơ lên để hay chưa đúng không? Anh em bấm này. Nếu như bộ dập mát rồi là anh em nhìn thấy không ạ? Bóng đèn sáng. Đúng chưa ạ? Nếu như bóng đèn không sáng nhá, em đã nói nếu như bóng đèn không sáng. Bóng đèn sáng thì là tức là anh em thấy là không đề được là hỏng dơ le chưa ạ? Đúng không? Đúng không ạ? Bóng đèn nó sáng thì anh em hỏng dơ le thay dơ le thôi. Còn nếu như bóng đèn không sáng anh em làm những bước tiếp theo này. Anh em làm bước tiếp theo nhá. Nên anh em bỏ cái chân này ra, anh em tiếp tờ mát, đúng không ạ? Đây em sẽ có mát nào dễ dễ nhỉ. Đây em tiếp tờ mát này. Thì mình khẳng định luôn là dây 12V vào dây đề ngon rồi đúng không? Mà đến khi vừa nãy mà mình thấy ra không sáng thì mình tiếp tờ mát, bóng đèn sáng thì mình cần kiểm đo gì? Đo kiểm tra cái dây vàng sọc xanh lá này lên chân IC xem là có thứ nhất là có bị đứt dây hay không, đúng không ạ? Nếu như mà không bị đứt dây, đúng ạ, nếu không đứt dây thì anh em khẳng định luôn là con IC này có vấn đề rồi. Anh à, tay ga xuân dần có cỏ men và rơ le có nguồn rồi thì chờ IC dập mát. Đúng ạ. Thì cái bước kiểm tra đấy em có thấy dễ không? Cụ thể và tỉ mỉ, cảm ơn anh cuộc đời. Mọi người có thấy hiểu không, mọi người comment đi ạ. Còn đây yêu ghi kiểm tra dây đề đây ở trong cái tài liệu em ghi rõ này. Những anh em có tài liệu thì có thể chú ý nhá. Chú ý cho em đây này, anh em có tài liệu thì dở trang ra, có thể đọc lại và xem lại cách thức đo và đo những cái gì. Đấy nhá. Đúng không ạ, anh em nào mà đã có tài liệu rồi thì là cứ xem ở phần kiểm tra dây đề này và kiểm tra các dơ le và cộng thêm nữa là kể cả đo đồng hồ đây đúng không ạ, đo đồng hồ đây là giá trị điện áp như nào cũng hướng dẫn anh em luôn. Thì anh em cứ anh em nào đã lấy tài liệu rồi thì cứ ở nhà dở ra nhá. Ở trên này mình nói rồi nhưng mà anh em cứ dở ra xem ở nhà. Anh Đình Nguyễn bao gồm ghen là bóng led không sáng thì do thông mạch xem dây có bị đứt không, thì đo thông mạch xem dây có bị đứt không. Đúng rồi, bóng led không sáng thì là phải đo thông mạch dây. Anh Nhân Nguyễn là rất dễ hiểu, anh Công Lê bảo ok, anh Tay Ga Xuân Dần dễ hiểu anh ơi. Anh xem anh học thế bảo sao không dùng bút đo điện mà lại dùng bóng led vậy. À, tại vì em nói rồi cái bút đo điện là em không cầm đi. À. Và tiện ở đây có bóng led và chở thì em đấu vào để em dùng thôi. Trong là mình có những cái phương án nào phù hợp thì mình cứ khai thác sử dụng đúng không ạ? Trong trường hợp không có thì phải sử dụng như thế này đúng không ạ? Đúng rồi. Chứ còn khi mà mình cũng nói luôn, ví dụ có ý định là anh em ấy về có thể lấy không phải. Trong khi đấy là bút thử cũng được thôi. Thì anh em về mua cái này về anh em làm bút thử cũng rất là dễ. Thứ nhất là anh em mua chở về anh em câu vào. Thì trong khi đấy là anh em vì sau là anh em thử kim phun cái thứ là anh em làm thành cái bút, anh em thử mạch kim phun dập mát hay là thử IC dập mát cho mobin chẳng hạn, thì thử cái này thì nó an toàn hơn là cái bút mà ví dụ như anh em mua thì lại tốn chi phí về cái bút thử người ta làm có đèn led. Ví dụ như nếu mà anh em có những anh em ở ngoài Hà Nội thì làm bằng bóng xi nhan, hái bút thử bằng bóng xi nhan thì nó cũng hơi một số anh em thì comment là anh Linh xe máy tôi mua tài liệu anh để lại số điện thoại anh cầu Nguyễn anh cho em xin số điện thoại để ngày mai nhân viên. Chung anh em là mà có nhu cầu ấy thì cứ liên hệ với em. Và anh để lại số điện thoại. Tài liệu bao nhiêu một bộ chị thì em sẽ thông tin cho anh vào sáng. Anh em có nếu mà cách con bệnh có ai không hiểu không ạ? Không hiểu thì để em chuyển sang bắt đầu là anh em làm quen với dưa lê năm chân. Làm quen với dưa lê năm chân xong cái thì là buổi sau là anh em mình học lốt cái mạch đề của Ablet xong rồi vào đề từ ACG luôn. Vâng. Tại vì cái thời gian của chúng ta là bây giờ là đang đến gần 10 rưỡi rồi. Thì em muốn anh em lược qua cái series làm chân chút cho anh em hiểu để hôm sau em nói anh em sẽ hiểu luôn. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Cho nhanh ạ. Hôm nay là thấy chương trình như thế này là kéo hơi dài. Anh Đông Bùi. Nhưng mà cái anh bảo trong này có hình series làm chân chưa? Anh em chờ một chút nha, sao để anh Mạnh kiểm tra tài liệu xem. Anh Nhân Nguyễn cho em xin thông số điện thông tin số điện thoại ngày mai các bạn nhân viên của bên anh Đức Mạnh sẽ gọi lại ạ. Đây nhá. Em cho đây cho anh nhá. Đây đi. Thì đây nhá anh em nhá, khi mà một con bất cứ con dưa le nào cũng thế thôi, Đức Mạnh đã nói rồi. Là kể cả dưa le năm chân. Dưa le đề từ phải không anh? Đúng rồi. Ôi trời ơi. Anh em đây anh em nhìn rõ nhá. Thì chân cuộn dây này, tức là chân hai chân này thì anh em cấp dương cấp mát là quyền của anh em đúng không ạ? Thì đây là hai chân này cuộn
dây anh em lấy sẽ mốc là 86 và 85 đúng không ạ? Và chân này và chân này sẽ hay thường lối với nhau này, là chân này đúng không ạ? Chân thường lối là chân 87A thường lối với 30A 30 đúng không ạ? Và đây cũng thế, còn khi là chân này hở là chân này không làm việc, có nghĩa là chân mà 87 hở là khi nào nó mới làm việc, là lúc khi đề thì nó mới thông mạch giữa chân 87 này mới cả chân 30 này thì nó mới thông mạch nhau. Còn khi mà lúc nào nhá, ví dụ mà xe nó không đề đúng không ạ, bây giờ em nói qua và cho anh xem mình hình ảnh thực tế, khi mà chúng ta không đề thì là hoặc là chúng ta đang sạc điện ngược lại ắc quy ấy, thì chân 30 và chân 87A này nó sẽ là hai tiếp điểm nối với nhau. Còn khi nào đề thì tiếp điểm 30 và 87 sẽ nối với nhau. Đây anh em có thể xem hình ảnh nhá. Đây anh nhìn rõ tiếp điểm ở trong con dây đề không ạ? Có dây làm chân không? Chỗ này có phải bị mờ không ạ? Cho mình chụp ạ. Anh em nhìn rõ không ạ? Không, nhưng mà trên điện thoại nhìn rất nét. À thế ạ. Em nhìn xem. Đúng không? Trên điện thoại nhìn rất. Anh em nhìn rõ không ạ? Anh em nhìn đây là cái dây đề chúng ta chưa đề nhá. Em cũng ghi ở trên này, khi dây đề chưa hoạt động hoặc là lúc sạc điện vào ắc quy này. Anh em nhìn hai cái tiếp điểm nó dính với nhau không ạ? Anh em nhìn rõ không? Vị trí chỉ chuột anh em comment đi ạ. Anh em comment em nhìn rõ chưa? Ok, anh Bình Hằng bảo rõ. Đấy, thì khi này là khi là chúng ta là cái thứ nhất là dây này chưa hoạt động. Cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là lúc xe chúng ta sạc ngược lại ắc quy là dây này nó đang ở trạng thái này. Ok. Đúng không ạ? Còn đâu khi mà chúng ta ấy mà đề thì anh em nhìn cái tiếp điểm dây đề nhá. Anh em nhìn. Muốn đập chuột rồi đấy. Đấy, anh em nhìn đề không ạ? Anh em nhìn thấy cái đề này. Anh em nhìn thấy đề cái tiếp biển nó xuống dưới chân 87 không ạ? Anh em nhìn rõ không ạ? Đấy, khi này là chúng ta khởi động này thì là cái tiếp điểm của ta nó sẽ xuống tiếp điểm dưới. Anh em nhìn rõ không ạ? Đi chuột không anh? Em ấn ngược lại cho anh cái kia. Ấn ngược lại. Ấn ngược lại cái ảnh trước. Em cầm tay em ấn đi. Đúng rồi. Đấy, anh em nhìn rõ không ạ? Đây là khi là chưa hoạt động này và lúc sạc điện vào ắc quy. Còn lúc hoạt động thì là ảnh anh em vừa xem. Thì em ấn lại cho anh em kia. Đấy đúng không ạ? Anh em nhìn rõ không ạ? Thì nhiều anh em chưa nhìn thấy dây đề 5 chân này thì anh em cứ bảo nó khó, có gì khó đâu. Nó chỉ là khi nó không làm việc nó đóng lối tiếp điểm kia thôi. Còn khi nó làm việc thì là dây đề hít thì nó lại chuyển điện ra, khi nào nó không làm việc nữa thì nó lại nhả về vị trí cũ thôi. Cảm ơn mọi người đã comment. Một số anh em đã để lại thông tin để có thể mua bộ tài liệu rồi, cảm ơn. Sáng ngày mai sẽ có các bạn nhân viên gọi điện tư vấn cho anh. Mạng kém là do quá trình gián đoạn, là do bên đường truyền của các anh ấy ạ. Anh em đang xem thấy rõ không? Thấy đa số mọi người comment vào đây là rất dễ rõ mà. Mọi người comment giúp em nha. Anh tay ga sơn dần là 8730. Đúng rồi, 8730. Thì em chưa. 8730 là chân là khi chúng ta đề nó sẽ tiếp điện, nó sẽ nối lại với nhau. Anh Lưu Văn Ngọ comment anh giải thích lại cho em hai chân nguồn nuôi dây le được không ạ? Các anh em chờ một chút ạ. Em chờ gì? Hai pin yếu. Không, pin mới thay mà. Pin mới. Đó là do tiếp điện đấy lắm. Đây em vẫn đang gì đây? Là xa quá nhỉ, không cần đi xa đâu. Chắc rõ từng vùng. Sau đường truyền của các anh em đây, anh Thanh Hiền rất rõ, của anh Minh Nguyễn thì bảo chuẩn luôn. Cảm ơn tất cả mọi người. Gì được không anh? Đây. Thì anh em nhìn thấy đây ạ, đúng không ạ? Thì cái chân dơ le này thì là hai chân như Đức Mạnh hay quen nhìn ấy. Thì Đức Mạnh chỉ cần nhìn hai cái chân mà nhìn thẳng vào hàng mình nó dọc ra, mà hai chân mà nó song song đối diện nhau thì tức là chân đấy là chân của con dây đồng, đúng không ạ? Còn chân mà ví dụ kể dưới đây một chân đấy thôi thì là anh em, hoặc là anh em có thể lấy đồng hồ, anh em để đồng hồ thang đo trở kháng và anh em đi lần lượt tất cả 5 chân này. Khi nào anh em đi hai chân nào ấy mà anh em thấy được trở kháng thì là tức là lúc đấy anh em mình sẽ hiểu và biết được là đấy là chân của con dây đồng, đúng không ạ?
rất đơn giản thôi. Còn đây là giơ lên làm chân thì là mình cũng nói luôn, nói rõ lại này, khi mà chúng ta chưa để ấy, thì là cái chân của em ơi, đừng ấy, anh đợi em động một chuột, chân 87 sẽ là không thông với chân 30. Khi mà chúng ta để thì chân 87 này với chân 30 này sẽ thông với nhau. Đấy, sẽ thông với nhau. Còn khi chúng ta sạc ngược điện tại quá quy, hoặc là khi xe ta chưa đề nổ, thì chân 87A này, chân 87A thì thường lối với chân 30. Đúng không ạ? Anh hiểu chưa? Thì đây mình cũng cho anh em xem từ ngày thực tế và mình cũng đã ký hiệu rồi. Đây là khi mà chúng ta chưa đề đây, đúng không ạ? Thì là hoặc là ngạc sạc quá quy đây là chân 87A và tiếp điểm này hai cái và chân 30 đóng lại với nhau. Đúng không ạ? Khi chúng ta đề thì cuộn dây đồng ở dưới đây, anh em nhìn thấy cuộn dây đồng không? Nó tạo ra được điện từ lực từ 500, nó sẽ hút cái tiếp điểm này xuống, hút cái tiếp điểm này xuống dưới để đóng mạch cho cái dưới này. Thì khi có điện này lui cái cuộn dây đồng này, nó sẽ hít tiếp điểm này xuống để đóng tiếp điểm, đúng không ạ? Thì anh em nhìn ở đây cũng khá rõ chưa? Chân 87 và chân 30 đấy ạ. Anh tay ga Xuân Duẩn này comment là 87A và 30 là sạc vào ắc quy. Đúng rồi. Còn chân 87 và chân 30 nếu mà nối với nhau là lúc đấy là đang khởi động đề. Anh em nghĩa là chương trình sắp kết thúc rồi. Đó, đến 10 rưỡi anh em kết thúc rồi. Tại vì đến 10 rưỡi là kết thúc. Còn buổi sau là anh em sẽ đi lốt cái mạch của xe Blade nhé. Blade thì nó rất đơn giản. Blade thì Blade tại vì nào anh? Blade ra đời 2009. Dạ. 2009 hay 2010. Vâng. Tại vì cái thứ nhất là như này, em tại sao em muốn cái anh em là biết về cái relay mạch đề của Blade 2009. Dạ. Là mạch đề của Blade 2009 thì cái đường điện bắt đầu để cho IC nhận lệnh đề nó khá giống với cả đề ACG. Nên là em muốn hướng cho anh em một cái đấy là vào cái mạch đề đấy xong bắt đầu mới vào đề ACG thì cho anh em dễ hiểu hơn. Đấy, em muốn như thế. Anh Lưu Văn Ngọ comment rồi, ok em hiểu rồi vì đang mơ màng về relay 5 chân. Anh tay ga Xuân Duẩn thì comment lúc nào đề thì nó mới nhảy 87A và 30 chân sạc vào ắc quy. Còn anh Trường Nguyễn thì ok đã hiểu. Anh Lê Gia Đức thì cho mình hỏi cách đo nhiệt độ bằng đồng hồ như thế nào. Anh tay ga Xuân Duẩn thì son nó trở lại sạc vào ắc quy. Xong nó trở lại sạc vào ắc quy. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Anh tay ga Xuân Duẩn thì comment relay 5 chân này dễ hiểu. Chúng ta sẽ chuẩn bị kết thúc chương trình. Anh em có câu hỏi nào nó không, mình hỏi một vài phút sau để chúng ta kết thúc chương trình. Còn chỗ này không anh? Ai hỏi là cái đo cảm biến? Đây, em vừa thấy anh Lê Gia Đức ấy, cho hỏi cách đo nhiệt độ bằng đồng hồ như thế nào. Đúng rồi anh ạ, cái mạch đề outlet thì nó có một giờ xe đấy, nó có một giờ le thôi, nhưng mà cái mạch đề của nó thì em thấy là nó phải quay IC, nên là em muốn chia sẻ chút cho anh em về cái mạch đề đấy. Anh IMA anh phát ạ, tại vì là cái mạch đề đấy thì bắt đầu mạch đề đấy thì cái đường điện từ công tắc phanh công tắc đề nó đi tương đương giống như kiểu công đề ACG, thì em muốn có một cái gì đó tương đồng để cho anh em sang đề ACG cho anh em dễ hiểu. Anh Minh Quân thì hỏi, cho anh hỏi tại sao cảm biến con hay hỏng vậy? Cảm biến con là cảm biến gì anh nhờ? Anh có thể nói rõ cho em đi ạ. Anh Tay Ga Xuân Duẩn thì bảo cảm ơn anh chị đã chia sẻ cho anh em. Anh Long Nguyễn thì đã chúc hai anh em ngủ ngon. Mọi người có câu hỏi nào nữa không? Chúng ta sẽ chuẩn bị kết thúc chương trình sau ít phút nữa, còn 6 phút chúng ta sẽ đóng chương trình ạ. Anh tay ga Xuân Duẩn giảng dễ hiểu thông thái ra ngay. Nói chung là cái gì thì bây giờ đang anh em xem cho em là có dễ hiểu không, thì dễ hiểu thì có thể là trả lời cho em biết cái để em biết được kết quả để càng ngày buổi sau. Anh Phạm Triều đo am kẹp hay không anh, là như nào anh? Thì anh em comment lên cho em là dễ hiểu hay không, để cái thứ nhất là buổi sau em sẽ có một cái chút điều chỉnh. Cái thứ hai là em đã bảo rồi, dạy miễn phí nhưng mà cũng phải mong muốn là anh em phải hiểu được. Vâng. Đo ampe kẹp. Ampe kẹp thì là thứ nhất là em nói với anh là anh chỉ đo được dòng, anh thích hợp là anh đo dòng A khi sạc điện vào quy hoặc tiêu thụ
cái điện tiêu thụ của anh nó lớn thì anh dùng AP kẹp được. Còn đâu là em dùng AP kẹp thì thường thường em chỉ hay đo dòng cái dòng điện mà khi sạc quá quy ấy, thì em xem cái dòng nó sạc có khỏe hay không. Đấy là em quan trọng nhất là em hay xem về đấy. Vâng, cảm ơn mọi người. Đa số anh em là comment là rất dễ hiểu và ok đấy. Có 5 phút để cho tất cả anh em chúng ta đặt câu hỏi. Hình như còn 3 phút thôi đúng không ạ? Em nhìn nhầm. À, anh Lưu Hoàng cho em hỏi cách đo dòng dò với anh. À, cách đo dòng dò thì bạn có thể là xem lại cái video mình hướng dẫn cách đo. Vâng, video này mình hướng dẫn rồi. Và cộng thêm nữa là mình đã bảo là mai mình sẽ up lên trên Facebook nhóm kín của chúng ta là cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn dòng dò từng xe trên xe Honda. Dạ. Thì mình sẽ gửi lên trên nhóm thì anh em tự đào về cho em. Dạ vâng. Đấy, mình nói thế. Anh Lê Thiên thì cảm ơn dễ hiểu. Anh Lê Gia Đức, anh hỏi đo nhiệt độ đồng hồ. Em đọc comment lúc nãy rồi đấy anh. Đo nhiệt độ bằng đồng hồ á? Nói chung là đo nhiệt độ bằng đồng hồ thì em thật là em chưa đo đâu. Không nói thật thề luôn. Vâng. Anh Lê Gia Đức ạ. Tại vì em chưa đo, tại vì thường là em chỉ có đo là trở kháng của cả biến nhiệt. Ví dụ trở kháng làm em suy ra là cái ấy thôi. Còn nếu mà đo nhiệt độ, dùng đồng hồ đo nhiệt độ nước hay nhiệt độ gì thì em chưa dùng đồng hồ Victory thì em đo. Anh Tùng nha, anh Tùng người không bảo vệ em gì cả. Anh bảo em đang mặc cả thời gian. Anh bảo là chi mặc cả tham quá. Mình xe máy, anh có comment là có đang học Smart Key không ạ? Có anh ạ. Anh Huy Black dễ hiểu, anh Bình Hằng Tega chú mạnh dạng rất kỹ càng. Anh Đình Nguyễn anh vào được ít thời gian quá nhưng chi tiết và dễ hiểu, anh có thể xem lại anh nha. Căn bản là như này, anh em hỏi là có dạy Smart Key không? Nhưng mà nhiều anh em bảo là xem cái mạch sơ đồ Smart Key này là hiểu rồi, không cần học nữa. Đây, anh em bảo là nhìn cái mạch sơ đồ Smart Key này là hiểu rồi, không cần học nữa. À đấy ạ, thế nên có nên dạy không nhỉ? Đấy, anh em bảo nhìn sơ đồ này là hiểu rồi, không cần học nữa. À, anh Hoàng Lưu bảo cảm ơn anh chị. Anh Lưu Văn Ngọ, nếu anh có máy tính chuyển từ chế độ chưa hoạt động và khi nó hoạt động nó sẽ dễ hiểu hơn. Nếu anh có máy tính chuyển từ chế độ chưa hoạt động và khi nó hoạt động sẽ dễ hiểu hơn, nghĩa là anh không phải cái thứ nhất là như này. Vâng. Là mình đang làm một cái video đấy nhưng mà mình chèn vào trong cái ấy là chưa được lép lắm nên là mình phải làm lại buổi đầu tiên nên là buổi sau, không phải cái buổi sau mới là chính thức về đề ACG. Dạ. Thì là mình mới đang là muốn làm một cái gele đấy, anh em hiểu ý mình không? Mình mới làm một cái gele 5 chân nó hoạt động để cho anh em xem, nhưng mà cái vấn đề là mình hôm nay mình chèn vào thì là buổi sau mới đề ACG anh em mình cơ, nhưng mình cũng muốn giới thiệu qua cho anh em để trước khi đến cái giờ đêm chân là anh em không bị bỡ ngỡ. Vâng. Mình nói cái điều đấy là để anh em không bị bỡ ngỡ. Anh em nhớ học tại bài vì có rất nhiều người là hay bị run vì con giờ đêm chân, nói thật sự luôn. Nhưng mà con giờ đêm chân ấy của mình nó chả có một cái gì cả. Dạ. Nó chỉ có khi là nó thật sự ra là chưa làm việc thì nó đóng lối với cái điểm khác, còn khi nó làm việc nó đóng lối với điểm khác nhau, thế thôi. Nó có hai nhiệm vụ khác nhau. Anh nó chả có gì cả. Tay ga xuân dần thì làm comment là trận đấu đã khép lại, hẹn anh em hôm sau. Hôm nay là trận đấu hả anh? Chứ không phải chia sẻ. Anh Hào Mùi, các bạn nhiệt tình quá, vất vả lắm đấy. Cảm ơn anh đã động viên ạ. Anh Xuân Chiến Khu thì dễ hiểu chú Mạnh. Anh Lê Gia Đức, cái đồng hồ 890C, 890C là cái gì anh? Anh Lê Tuyên thì đo cái ý, phải có đồng hồ que đo nhiệt MF mới đo được. Anh Đinh Nguyễn thì thời gian thêm chút nữa đi Phương ơi. Anh phải làm chút nữa để chia sẻ cái gì nữa anh. Hôm nay chưa hiểu ạ. Anh tay ga sơn dần, đồng hồ có chức năng đo nhiệt độ đó anh. Anh Trần Quang thì chào anh Nguyễn Mạnh. Cảm ơn anh Hoài Ca. Rồi gần như là tất cả anh em là cũng rất là ủng hộ chương trình. Cái thứ nhất là như thế này, em buổi trước em cũng nói là thứ nhất là anh em đã tương tác với em như này là thật sự là em rất là vui. Và em cũng nói rõ luôn là em muốn là dạy cho anh em thì là trong mùa dịch này thì ít ra là anh em cũng phải hiểu được để về là có thể là sau mùa dịch này anh em có thể là lên được một chút level nào. Vâng. Nào đấy. Chứ còn em cũng không muốn là dạy online miễn phí cho anh em xong mà tự nhiên là bị anh em lại nói là dạy miễn phí thì cũng chỉ được vậy thôi đấy. Thì cái đấy nó thật sự là đức mạnh rất là ái náy. Nếu mà như thế
mà em mà dạy cho qua loa thì nó thật sự luôn là em không nên dạy. Tại vì sao? Thà thời gian đấy em để đi chơi. Chứ còn đến khi mình dạy qua loa xong rồi để mình kéo tương gọi là kéo anh em xem xong đến lúc anh em lại nói cho thì nó chẳng có một mũi nào cả. Nó thật sự như thế. Còn đâu nếu như anh em không hiểu thì cứ bảo em sẽ giảng lại, sẵn sàng em giảng lại, không vấn đề gì cả. Tại vì nó thật sự luôn là càng anh em có nói thật luôn là đây là nói thật từ mình luôn là nếu như anh em càng có những anh em không hiểu em càng giảng lại, em càng giảng lại em càng nhớ được lâu mà em càng nói lưu loát hơn. Có thế thôi, nó đều tốt cho cả hai. Cái thứ nhất nó tốt cho em, đúng không ạ? Nhưng mà nó hơi ảnh hưởng của họng thôi. Đấy, còn đâu là tốt cho anh em là anh em hiểu được cái vấn đề đấy, là em chỉ muốn nói rõ cái vấn đề như thế. Còn đâu là anh em đã ủng hộ nhà là được cái là Đức Mạnh cảm ơn tất cả anh em. Như anh em anh Phát anh có comment là buổi đầu mình thấy trò và thầy tương tác quá ní. Cũng thấy hợp lý anh nhỉ. Thì đến buổi hôm nay thì đến đây thì là Đức Mạnh cũng xin phép, thì có thể là ví dụ như cái này là anh em có thể hôm nay nghỉ sớm một chút. Còn đâu là buổi sau thì anh em có thể là lâu hơn, có thể 11 giờ anh em mới nghỉ. Dạ vâng. Đấy, để nó thật sự là nhiều anh em mình thôi nói như vậy. Vâng. Thì là mình cũng cảm ơn tất cả anh em đã đón nhận cái tình cảm của Đức Mạnh dành cho anh em. Vâng. Và cũng rất mong anh em sẽ tương tác được như này là Đức Mạnh vui rồi. Vâng. Cảm ơn tất cả anh em. Vâng, xin chào và cảm ơn tất cả mọi người nha. Buổi hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Hẹn các anh vào buổi ngày hôm sau. Vâng, em chào tất cả anh em.